Các anh em nhá, mình để lạch rồi. Xin phép chỉnh lại tên này một cái. Long Lê cầm min và anh Huy cầm một con Egypt. Sau đây sẽ nhường mic lại cho BLV G-Man tiếp tục chương trình anh em nhé. Vâng, ta cũng đến với trận thi đấu trong khung giờ lúc 19 giờ. Ok. Vâng, do là trận thi đấu trước cũng diễn ra khá mất nhiều thời gian, mất khá nhiều thời gian khi mà 21 đã để thua game thủ Mạnh Hà với tỷ số 7-4. Nhưng mà nó có nhiều trận đánh lâu. Thành ra là trận thi đấu này delay mất mấy phút. Chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên của game thủ hôm nay thì quay Long Lê. Hôm qua Long Lê vừa thắng Xuân Thứ. Vâng, Thứ có vẻ như là lâu lâu không đánh kèo đỉnh cao, thành ra là hơi đuối. Mà ngày hôm qua quân Long Lê siêu đẹp. Thấy bảo sang pan rất nhiều dành cho game thủ Long Lê trong cuộc đấu với ứng cử viên cho chức vô địch, đó chính là Xuân Thứ. Với mình thì Xuân Thứ vẫn là ứng cử viên. Hào thì đang nổi lên khi mà thắng hai trận thông. Ứng cử viên chức vô địch trong lòng người hâm mộ. Và đứng đầu bảng thì sẽ là game thủ Mạnh Hào, tại vì là dù gì thì anh cũng đã thắng hai trận thông rồi. Vâng, do là có 12 game thủ, mỗi một vòng thì sẽ có 6 trận. Mà một ngày của chúng ta chỉ thi đấu có 4 trận thôi. Vì vậy mà nó sẽ hơi bị chồng chéo một chút ở vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nghĩa là những cái vòng nó sẽ không không phải thi đấu trong một ngày, mà lại có thể xong luôn được cả 6 trận thi đấu được. Thế mà 2 ngày chúng ta đánh 8 trận thì lại là nó gọi là hơn một vòng. Thành ra nhìn trên bảng xếp hạng thì nó sẽ không đồng đều lắm về cái số trận thi đấu. Ví dụ như trận thi đấu này là trận thi đấu thứ hai của game thủ Anh Huy. Với nhiều game thủ thì hôm nay mới chỉ là trận thi đấu đầu tiên của họ thôi. Vâng, Hiêu được đưa về là khá đẹp. Kèo Minoan và Egypt thì Egypt đánh giá là cửa trên so với Minoan. Hôm qua thì thấy mấy bình luận viên Gia Cát Kiên bảo Long Lê rất đỏ khi mà sang pan nhiều đối đầu với Xuân Thứ. Tiền Văn Thầu hôm qua cũng thua Nam Sâu Gu, vâng, thua Nam Sâu Kiêu. Vậy là ở trên bảng xếp hạng tạm thời thì Mạnh Hào sẽ đứng nhất bảng. Hai vòng thi đấu thắng cả hai, thắng Kamachi 7-4, hôm nay thắng 2K1 7-4. Chặng đường chúng ta còn rất dài, 11 vòng đấu nhé anh em. 11 vòng. Thành ra là còn phải chờ họ thể hiện ở những cái vòng đấu sau nữa, và kịch tính sẽ đến ở thời điểm khoảng vòng thứ 8 hoặc vòng thứ 9. Tôi nghĩ vậy. Biết đâu đó nó sẽ căng tới tận vòng thi đấu cuối cùng, nghĩa là tuần thi đấu cuối cùng. Chết dân. Vâng. Hơi lởm trong tình huống vừa rồi dành cho game thủ Long Lê. Anh em check của mình tiếng game, tiếng mic nha. Mọi thứ đã ổn hết chưa mọi người ơi? Bên là mọi thứ đã ổn chưa? Xem anh Huy ở anh Huy thì phát ở trên page cá nhân của mình bạn ấy. Nay thì kênh vâng, fanpage AOE League Cup thì quyết định là chọn màn hình máy của game thủ Long Lê, người đang có phong độ và có chiến thắng trong ngày hôm qua rồi. Hôm nay thì anh Huy cũng đã có chiến thắng rất giòn giã trước game thủ Yugi. Ông bạn già hôm nay để thua với tỷ số vâng sát nút 07. Chưa có tiếng game anh em. Ồ, đây là tiếng game của ai ấy? Nhưng là chưa có tiếng game đúng không? Em lấy rồi. Anh bật rồi mà lại không thấy cái đấy. Nhưng mà lại không thấy có tiếng. Tắt đi view lại. Ok. Nó ở đâu này? Anh em chờ mình chút nhá, để mình view lại cái tiếng game. Rằng là lấy voice chat rồi mà lại không thấy. Vẫn chưa có tiếng game anh em ạ. Và một chút trục trặc trong trận thi đấu đầu. Hy vọng ở trận thi đấu sau thì chúng ta sẽ lấy được tiếng game màn hình máy tới từ game thủ Long Lê. Trận này mình sẽ nói bù cho anh em. Nói bù luôn. Không phải là tiếng game nhỏ đâu anh em, mà là tiếng game đang bị lỗi. Mình với cả bạn Hà Duy Kiên tới từ Tottenham Hotspur sẽ chịu trách nhiệm là bình luận viên của fanpage là AOE League Cup. Ngày hôm qua thì mình bình luận hai trận đầu vào buổi chiều. Còn Kiên đảm nhiệm hai trận ở buổi tối. Ngày hôm nay thì lại là đổi ngược lại, Kiên chịu trách nhiệm hai trận ở buổi chiều, còn mình sẽ đảm nhiệm hai trận vào buổi tối.
Và nói chung là thôi thì anh em cứ cố gắng. Cái quyết định để có một kênh riêng dành cho giải đấu AOE League Cup này. Vâng, hệ thống giải đấu quán nhậu tự do AOE League Cup. Vâng, đây là giải thuộc khuôn khổ mùa hè. Hy vọng rằng sau thành giải này sẽ thành công rực rỡ để mà sau giải mùa hè thì chúng ta đến giải mùa thu rồi mùa đông. Rồi sau đó đến giải mùa xuân. Vâng, nằm làm 4 cái giải thôi. Vâng, giải này là nhận lời tham dự là cũng tính toán để gỡ lại cái bộ vét anh em ạ. Mua bộ vét hơi mặn. Mà lại chưa đi được sự kiện nhiều. Chưa đi có các C anh em ạ. Giải này là hy vọng là chủ tịch xe sẽ là bù được cho quả vét này. Không phải chết, mang tiếng rồi. Vâng, nhà đối phương hình như đánh cung thẳng à? Không, tôi thấy có đào vàng, 48 vàng, 27 dân. Uầy, đánh nhiều dân dành cho anh Huy, rất tự tin. Ngày hôm nay Huy cũng đã thắng Diêu Ghi rồi. Không, bên kia đánh chém. Không phải là bài đánh cung thẳng, 5 ruộng. Rất đẹp, bên kia ra giò muộn. Như vậy bên này đến đời sớm hơn. À xin lỗi, vâng, chuẩn lộ, bên này đến đời sớm hơn. Nhưng bên kia cũng đang khung nhà bằng ruộng. Liệu có hạ gục được họ sớm không? Hay đây là một thế trận đánh đua, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Bình luận viên Hà Duy Kiên tới từ Tottenham Hotspur, tới từ vùng Đông Bắc à, Đông Bắc của London, về ngay với chim sẻ nắng siro để bình luận giải AOE League Cup. Ở bên kia đang bò bế nhà là rất rộng và rất kín, ôm cả cái góc 12 giờ, một cái góc mà Quân đã sinh ra ở phía bên ngoài, liệu mình có ốp được luôn từ đầu không? Nhưng mà người ta cũng là người đánh chém trong trận thi đấu này, thôi có lẽ là muốn thắng thì phải chuyển A. Năm ruộng mà có 4 dân làm à? Tí nữa bổ sung một con nông dân ở phía ngoài. Nhưng mà có khi không để ý đâu anh em ạ. Xây ruộng tốn 75 gỗ thật đấy, nhưng mà có một con ruộng là hình như không có dân làm. Đôi khi game thủ người ta cũng chỉ là con người anh em ạ. Trần Văn quên một cái ruộng là không có dân làm. Vâng, hơi phí phạm 75 gỗ ở thời điểm lúc ban đầu. Chuyển A, không còn cơ hội nào khác cả. Anh Huy ở bên fanpage anh Huy bạn đây. Còn cái pet này là lập... Vâng, đây là pet ban tổ chức lập ra để quay gần như tất cả các trận thi đấu. Ví dụ như là cái khung giờ 19 giờ này có hai trận thi đấu, Long Lê và anh Huy, cùng với một trận thi đấu của Hoàng Mai Nhi và Tiểu Màn Thầu. Thì pet của ban tổ chức quyết định là quay màn hình máy của game thủ Long Lê trong cuộc đối đầu với anh Huy. Còn không có... Vâng, không chọn cuộc derby của Vec kia nữa. Kia là Vec đối đầu với nhau. Mình chuyển A thì bên kia chắc cũng biết rồi, bên kia người ta cũng sẽ chuyển sang cung R, lạc đà kẹp cung R. Thậm chí càng về sau thì mình lên được cung A thì họ sẽ chuyển sang đánh cung R chay, nhưng mà đó sẽ là cung R đầu máu. Làm quả đầu máu, vâng, cái cung R Egypt đầu máu cũng đã là một trận thi đấu rất hay của Mạnh Hào và game thủ 2K1. Diễn ra cách đây ít giờ, vâng, lỗi một con vòi. Lỗi một con vòi trong chấm đen. Và trận thi đấu này cũng là trận thi đấu mà bị chết một dân ở thời điểm đầu do câu vòi lỗi. Tình huống vậy e. Một con sọc đơn, một con lạc đà và một con cung R. Làm nhẹ một dân rồi én. Không, tiếp tục quay trở lại để chơi thẳng vào những con cung A. Vẫn có một con cung A một váy. Bây giờ là con thứ hai. Có phù công lên. Không kịp đen. Như vậy là không kịp đen con lạc đà trong tình huống vừa rồi. Mang dân ra đập phù. Nhưng mà hỗn mã của Egypt nó đang quá lộng hành. Hổ báo cáo trồn để chờ đợi cung A sinh ra. Đỡ được nhà không? Thiêu dân vào những con sọc đơn như này thì là một phương án không hề khả thi một chút nào. Mất thêm con cung A nữa. Anh Huy đang đánh quá cháy trong ngày hôm nay. 1-0 dành cho game thủ của SBS. 1-0. Và hy vọng trận thi đấu này, sau trận thi đấu này thì các kỹ thuật viên sẽ giúp cho mình lấy được tiếng game của máy Long Lê. Anh em chờ đợi trong ít phút. Không hiểu sao có view rồi mà lại không thấy có tiếng game. 1-0. Anh em chờ đợi trong ít phút nhá. Bên kia bài người ta cũng kín anh em ạ. Mình cũng chuyển nhanh lắm rồi đấy chứ. Cũng thuộc dạng là chuyển nhanh mắc binh rồi. Đây là màn hình máy quay Quân. Top 1 thì mặc định đánh vào thứ 7 và chủ nhật. Còn top 2 thì đánh vào thứ 5 và thứ 6. Đây là thời gian cố định rồi. Phải dành cái sóng trong 2 ngày cuối tuần, những cái ngày mà hot dành cho top 1. Đấy, ngày hôm qua là đi xin mãi mới được tí kèo vô lên đầu. Hôm nay không có tí kèo nào anh em ạ. Này Trần Phương rồi. Vét thì vẫn vậy. Mai khi xin vợ hoặc là tối về bảo vợ lên top top săn cho mấy cái áo sơ mi trắng kiểu
39.000 với 29.000 nhỉ. Có mỗi một cái áo sơ mi anh em này. Tôi có đúng một cái áo sơ mi. Chẳng lẽ ngày nào cũng mặc à? Không có giặt à? Thế bịp quá. Để. Hình như là phải view lại máy anh em chờ tôi chút nhá. Hình như đang khởi động lại máy vậy. Anh em chờ đợi một chút nhá. Đang xử lý kỹ thuật một chút để lấy được tiếng game của máy Long Lê. Chào bác Văn Hải nhá. Những người tên là Hải thường đẹp trai. Khi có cái phiếu giảm giá làm quả 29.000 cái áo sơ mi nhá. Mắc binh luôn, làm 5 cái. Đỡ về kiểu đỡ phải lo lắng ấy. Rồi, chắc là sẽ có tiếng game thôi anh em ơi. Chuẩn bị đến với màn hình máy quay quân. Top 1 thì thứ bảy chủ nhật nha mọi người. Giờ thi đấu thì giống nhau. Nên là trong các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì đều thi đấu ở các khung giờ. Đó chính là 13h30, 16h30, 19h và 21h. Tiếng game chưa? Anh biết phải gõ mới biết chứ. Anh lấy rồi, anh thao tác. Anh lấy được tiếng game xong hết rồi. Vấn đề bây giờ là có tiếng game hay không thôi. Giờ thì giống nhau nha mọi người. Vấn đề là top 1 thì thi đấu vào thứ 5, thứ 6. Xin lỗi bạn là thứ 7, chủ nhật. Còn top 2 thì thứ 5, thứ 6. 4 ngày cuối tuần đấy. Đúng làm nghề dịch vụ luôn rồi. Không biết là có tiếng game không. Có rồi, ok. Hình như có tiếng game rồi đúng không anh em check của mình cái. Nhìn là có tiếng game rồi đấy. Cho. Ok. Đổ chết đấy. Vâng, bảng quân số bao nhiêu? Cùng đến với bảng quân số bao nhiêu là 9 và 12, 9 dành cho Long Lê và 12 dành cho game thủ Anh Huy. Bảng quân là bảng quân số 04, không tử, 9 là cho Son, còn 12 là Roman. Như vậy lợi thế quân tiếp tục dành cho game thủ Anh Huy. Cho Son, Roman, Long Lê là người cầm cho Son. Mình cho Son anh em ạ. Đèn quá nhờ. Hai trận quân cửa dưới. Bên kia là Roman. Xem có cách gì đó dành cho Long Lê không. Ôm bom hoặc là một cái gì đó đánh cung A một váy. Hay là xem một cái gì đấy cho nó mắc binh một chút không. Thôi bài đã. Chúng ta cùng chờ đợi vào khi mà quân xấu hơn để phải chờ đợi vào bài đẹp. Hy vọng cô sẽ thương. Cho tiếng game to xíu á. Ok. Trận trước là không có tiếng game đấy anh em ạ. Anh em check của mình tiếng game, tiếng mic, sau đó có thể comment ở trên khung chat của luồng live stream trực tiếp. Fanpage AOE League Cup, fanpage sẽ live stream đầy đủ tất cả các trận thi đấu của giải đấu năm nay. Từ top 1 cho đến top 2. Anh em comment giúp mình nha. Và nếu như ai chưa follow page thì hãy trở thành người follow page để nhận những thông báo. Hoặc anh em có thể gõ comment theo cái kiểu là dấu chấm than notify. Tiếng game vẫn hơi nhỏ à? Chốt đi anh em ơi. Anh em chốt hộ mình cái. Xem tiếng game và tiếng bình luận ra làm sao. Chốt nào. Vẫn tiếng game to lên à? Vẫn hơi nhỏ à? Căng nhờ. Ok. Rồi, maximum rồi đấy. Mắc rồi anh em ơi. Mắc rồi. Mắc calabel rồi. Vâng, bài đẹp nhá. Không chết dân, ổn rồi. Hai gỗ 75, một bầy hiêu có quả phụ. Mắc calabel rồi. Nếu bây giờ mà anh em còn kêu nhỏ nữa thì nhiều khả năng là lại phải gọi kỹ thuật xử lý. Vâng, tiếng game hơi nhỏ, tiếng bình luận lại hơi to. Càng thế nhờ. Anh cho to hết cỡ rồi. Không. Đây, em định chỉnh cái gì? Chỉnh game á? Đây đi, đây chứ. Cái này. Okay. À.
Ổn chưa anh em ơi? Cho lên hạn 60. Cho to luôn. Cho hiểu vấn đề luôn. Được rồi đúng không? Ok bác. Có voi về, có thêm hiệu. Bài trận này được đấy. Bài này cầm cái gì đẹp nhỉ? Bài này cầm Perpan. Trong bài này cầm quân đẹp thì nó sẽ là mắc Calabeu. Còn cầm quân xấu thì bây giờ là phải đánh cực kỳ chuẩn thì mới có thể vượt qua được con Roman. Có chứ bác. Sẻ thì mặc định rồi. Vì là theo thông tin mới nhận được là cứ bình luận cho chủ tịch sẻ là tính công x3. Đấy. Thế nên là ai cũng muốn bình luận cho chủ tịch sẻ. Nó như kiểu mình đi làm ngày lễ anh em. Đi làm ngày Tết với ngày lễ đấy. Tranh thủ anh em ơi, gỡ tiền vét. Mà đây là còn vét đều đấy anh em ạ. Chứ không phải tầm vét kiểu mấy chục củ đâu. Vét này có củ mấy rồi đấy. Dấu chấm than notify đúng rồi anh em ơi. Comment dấu chấm than notify thì là để nhận mọi những cái thông báo. Khi mà page lên live stream thì nó sẽ có thông báo về tường của anh em. Anh em đỡ bị mít. Ngoài ra nếu như anh em muốn cập nhật sâu hơn, xa hơn, đầy đủ hơn, mắc Calabeu hơn về tình hình của giải đấu, thông tin của giải đấu, rồi bảng xếp hạng, rồi tất tần tật tuốt tuần tuột, anh em có thể truy cập vào website chimsẻnắng.com. Website chimsẻnắng.com nha mọi người, đầy đủ hết. Và cũng có thể một cách khác, đó chính là anh em inbox về page AOE League Cup. Còn giá như cái phòng này mà lại, tôi nghĩ rằng đến cái giai đoạn cuối đấy, đến cái giai đoạn mà nó căng thẳng khi mà đã chạy được khoảng một nửa thời gian giải thì chắc là đến cái giai đoạn sau thì nhiều khả năng là ở bên này của tôi. Đấy, bên này đây là một em tóc ngắn. Đấy, bên này nó sẽ là một em tóc hơi dài một tí, không dài quá. Đấy, bên này thì nó rơi vào tầm 18 tuổi, bên này tôi thích vậy, tầm mặn mà hơn tí, tầm khoảng 23 tuổi. Kiểu gì mà chủ tịch sẽ chả thiết kế mắc binh luôn. Vâng, 12% dành cho bài cho son, bài đẹp. Chuyện này là bài mắc binh rồi. Đấy cái gì? Đây là BM. Ấy à, đấy, nó phải như thế, đột biến. Làm quả cung A một váy cho nó khác bọt đi. Đánh cho nó táo bạo đi. Vâng, 10-38 với bài 26 dân. Rất cơ bản. Cầm vàng rồi để vàng rơi à? Xin lỗi Phan Tuyến nhá, lỗi anh. Thực sự là lỗi anh. Hôm nay đánh quả kèo chế 22 thua, lỗi do mình. Các bạn là cũng lâu quá anh không cầm chuột. Bỏ lâu quá rồi cầm lại con chuột, cảm giác nó xa lạ quá. Như những người xa lạ vậy. Ui, bên kia còn lên 2 sớm hơn. Anh Huy hôm nay kiểu phong độ đỏ, xong là lại được cô thương. Kiểu phong độ đã đỏ rồi, xong cô lại còn thương theo cái kiểu là bài cũng đẹp luôn. Sợ thật đấy. Toán lên đời sớm thôi. Anh Huy, nếu như mình không nhầm thì anh Huy đang phát ở trên kênh fanpage của anh Huy. Anh em search là anh Huy AOE. Gỡ chứ, kèo là phải gỡ đấy. Kèo đấy nó anh luyện thêm độ khoảng tuần nữa là anh em mình là tin tay luôn đấy. Mà kèo đấy đánh cái bầu là nhiều khi là phải làm bữa bia em ạ. Mình nhiều lúc mà vẫn cứ phải làm tí bia. Tầm sang tuần sau Tuyến ạ, tầm thứ hai hoặc thứ ba nó không có giải đấu á, làm kèo khô máu luôn, 5C làm bữa bia. Úi xời. Kèo bây giờ anh em, kể cả anh em đánh với anh em bạn bè nó cũng vậy mà. Mọi người đánh với cả những bạn bè hoặc là những hội nhóm thì nó quỳ ra bìa hết đi mẹ, khô máu luôn. Hoặc cũng có thể chơi theo kiểu để mà tránh tính sát phạt và tính ăn thua quá cao, chúng ta chơi kèo 7-3 đúng không ạ? Tức là thắng thì chịu 3, còn thua thì chịu 7. Đấy. Còn tăng thì cũng tùy thuộc vào cái việc chốt kèo ở thời điểm lúc ban đầu. Nhưng anh em hãy chốt được quả 4 tăng thì thôi, thì chắc là gãy. Kèo chế hay kèo đá bóng mà chốt quả 4 tăng là chết đấy. Về thì chỉ còn cái nịt thôi. Không bà vợ nào chịu được anh em quả kèo 4 tăng đâu. Vâng, bên kia chắc cũng đang sóc một mạch dân.
Tôi đoán là bên Roma người ta một mạch dân luôn, người ta kệ, không cho soi muốn làm gì làm. Tội phát triển. Và về sức phát triển anh em biết rồi, con Roma nó có xoắn đâu. Vừa có một tình huống hình như là nâng cấp chạy nhanh cho phù thủy. Đấy là cấp chạy nhanh đúng không? Cái cuối cùng, cái thứ ba là cái máu. 2K1 thua 7-4 bác ơi. Chúng 2K1 này đánh còn hơi yếu. Đánh hơi yếu. Còn về kèo thì tôi nghĩ rằng tầm này là 2K1 đánh được với Hào rồi. Trong thực chiến một giải đấu, đúng không ạ? Thực chiến một giải đấu trong ngày hôm nay, một kèo chạm 7 thì đã để thua. Thua với tỷ số 7-4. Có thể hàng ngày bạn đi đánh giải đôi khi nó có là như vậy. Hàng ngày bạn có thể thắng nhưng mà đi đánh giải bạn lại thua. Mà là giải thì nó lại là cái thước đo. Giải nó mới bị một chút gọi là lấn cấn về cái vấn đề tâm lý chiến nữa. Huy vô địch à? Chúng là vì là chúng ta có 11 vòng cho nên là để nói về vô địch ngay từ thời điểm này nó là một cái gì đấy nó hơi sớm. Mình nghĩ rằng đi một nửa chặng đường, tầm 6 vòng chúng ta sẽ có những cái nhìn nó tổng quát hơn, đúng không ạ? Tổng quát hơn về cục diện rồi tất cả mọi thứ của giải đấu, phong độ của các gamer, rồi đánh giá chung, đánh giá riêng, cơ hội còn lại cho những ai, cuộc đua sẽ là như thế nào. Ngoài tiền vô địch thì mỗi một cái kèo đấu như thế này là cũng đã có tiền rồi. Thắng cũng có tiền mà thua cũng có tiền luôn. Đóng lờ. Hình như là đóng lờ để đóng y đúng không? Tôi nhớ không nhầm thì phải đóng BL thì mới đóng được BI đúng không? Bình thường thì tôi nghĩ đó là một cái BC nhưng mà không, đóng L. Đóng L để đi đóng Y nhưng mà đóng L cái đấy lộ đấy. Cái giếng nó đang màu đỏ, đóng L ngay sát giếng lộ đấy. Hai bên kia cũng lên cung A một váy. Ngày xưa Sơn BG đánh với X-Man là hay có trò là biết chắc là con cho so nó sẽ đánh cung A một váy rồi. Nên là X-Man cầm Roman lại đánh theo kiểu là tao cũng đánh cung A một váy. Sao? Xong là kẹp thêm sọc đơn, kẹp thêm ca. Nói chung là nhìn hai ông ấy đánh cho son, ối dồi ôi lắm. Tình huống đi cắm y. Đánh con Roma này cũng rình rình y xong là giáp 4 xong là làm tí ti. Ối trời, bên kia đánh cung A một váy. Vừa nói dứt mồm xong đó. Như vậy là huyền thoại X-Man nhập vào anh Huy. Huyền thoại X-Man nhập vào anh Huy trong tình huống này. Đầu sở cầu còn kích đào vàng gì nữa, nó sắp nổ rồi mà em. Nó bắn sắp nổ chợ rồi vẫn còn cố kích cái đào vàng. Ảo thế. Nổ rồi. Nói chung là 2K1 thì nghĩ rằng đến tầm này còn phải cố gắng nhiều. Em ấy còn trẻ mà. Nói chung là hết năm nay thì 2K1 sẽ khỏe hẳn. Nhưng mà phải hết năm nay, hết cái năm năm 2023 này thì mới khỏe hẳn được. Và đấy là còn phải cố gắng liên tục đấy nhá. Nghĩa là không ngừng cố gắng đấy. Lộ rồi, can lộ lộ rồi. Định là đóng L đi dummy. Nhưng mà thấy người ta cung A một váy rồi thôi, lại không đi dummy nữa. Huy đánh giống X-Man thời xưa thế. Roman đánh nhau với cả cho son và đánh cung A một váy cho nó mát. Roman lên cung A một váy kẹp với cả chém. Đang dối như tơ vò. Anh em có cảm thấy là hơi dối dối dành cho game thủ Long Lê không? Dối nhờ. Nâng công cho những con chém. Bên kia người ta phát triển vẫn sẽ khỏe hơn. Cơ bản người ta vẫn khỏe hơn. Ui kìa. Còn tình huống đang muốn bánh mì kẹp chả. Chuyển sang đánh châu L. Vã cung A một váy tới từ người cầm Roman. Chuyển bài xoay bài như này có vẻ đang khá tốn lực. Người anh em người ta sẽ đánh theo kiểu là cố gắng phát triển để lừa nhảy 4 trước con Roman. Nhưng mà đánh kiểu xây nhiều như này, chuyển nhiều như này thì lại tốn lực lắm. Đi quân cũng không thực sự hay dành cho Long Lê. Đi quân không thực sự hay. Từ bấy giờ là đấu quân là toàn thấy mình bị bất lợi. Họ vẫn có những con sọc đơn, vẫn có những con chém đảo. Và cung A của mình đang bắn theo sọc đơn như thế này thì hơi khoai. Phù đi kia. Vâng, có hai con phù điếc à? Điếc à? Ở bên kia người ta đen luôn.
sóng đơn kẹp Cunha một váy và Roman phát triển khỏe hơn. Cunha của Long Lê đang phê cần. Hoàn toàn dí lên rồi, những click chuột không chuẩn tới từ cầu thủ Long Lê. Những click chuột không chuẩn. Nó đang khiến cho Long Lê gặp nhiều khó khăn. Tỷ số là 2-0 dành cho anh Huy. Anh Huy đang có phong độ rất cao trong ngày hôm nay. Chiều nay anh Huy đã thắng game thủ Yugi 7-0. Bây giờ cũng đang tạm thời dẫn trước Long Lê với tỷ số 2-0 trong hai trận đầu. Bài người ta cũng đẹp mắc cả là bêu anh em ạ. Kín mít. Em mới enter thôi. Khó quá. Mà anh em biết rồi. Khó quá ai bỏ qua. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 3 nào. Nhìn nó cứ rối rối nhỉ. Kiểu đang hơi tàu hỏa nhập ma đấy. Các chiêu thức nó đang nhìn trông nó hơi ảo. Làm cùng chờ anh Huy vào rồi chuyển sang màn hình máy quay quân. Hôm nay Huy dã man thật. Hôm nay Huy đánh cho Yugi không có bàn danh dự luôn. 7-0 trắng. Hiệu số của anh Huy đang là rất cao. 2K1 thì cần phải một thời gian nữa bác. Mới vào SBS được có một đoạn mà. Mới vào SBS được có một đoạn. Thế thì cần phải một thời gian nữa. Nào, màn hình máy quay quân. Làm sao nhanh được anh em. Trước mình dìu cho đánh mấy phủi để lên được trình độ ngon ngon rồi. Bảng quân thứ 16 và 12 là của Long Lê. Còn 3 là của anh Huy. 12 là Pamiran, bảng quân thứ 16. Còn 3 là Seng. Ôi. Với được trận Pan thì người ta cầm Seng. Đèn thật sự. Quá đèn. Hay là hôm qua mình cầm Seng nhiều quá trong cuộc đối đầu với Xuân Thứ rồi. Được trận Pan này, được cầm con Pan là ngon đấy chứ. Đánh lick này thì chắc chiêu. Bạn chắc chiêu thôi. Đánh 11 vòng. Thắng 10 vòng mình nghĩ là vô địch. Thắng 10 vòng chắc chắn vô địch. Yeah. Có 12 game thủ mà. Thì đánh vòng tròn một lượt tính điểm thì mình nghĩ là người thắng 10 vòng là vô địch rồi. 9 vòng có khi vô địch. Anh em nhờ. 9 vòng thì anh em đã vô địch chưa? Chín vòng là vô địch đúng không? 93 27 điểm là vô địch. Mình nghĩ 9 vòng. Dự đoán luôn. Người vô địch trong top 2 League 2 này sẽ là có 9 trận thắng, 2 trận thua. Chín là đẹp đúng không? 2K1 thì trước mình cho đánh với phủi nhiều. Đánh rền dòng dã hơn 1 năm đánh với phủi. Đi lên từ phủi. Có một vài những kèo giao lưu với các game thủ của các clan của top. Sau thì nói chung là cũng học đến tầm tốt nghiệp tiểu học rồi. Thì lên cấp 2 thì cứ gọi là tốt nghiệp cấp 3 đi. Giáo viên cấp 3 chỉ dạy cấp 3 thôi. Cho tốt nghiệp cấp 3 thì lên đại học thì phải chuyển thầy và chuyển trường khác thôi. Về với cả chủ tịch sẻ thì chủ tịch sẻ dìu dắt thì nó sẽ vào một cái môi trường thi đấu nó chuyên nghiệp hơn. Nó đều đặn hơn hàng ngày. Thì sẽ lên trình nhanh hơn. Em cũng mới về. Về được khoảng hơn 1 tháng như mấy nhỉ? Khoảng hơn 1 tháng. Tháng này là tháng thứ 2 thì phải. Nhưng mà từ nay sẽ được đánh nhiều. Đấy, ví dụ như tham dự vào những cái giải đấu như thế này này. Là những cái rất cần thiết với những người trẻ. Nói về lứa trẻ thuộc 2K thì chắc 2K1 là khỏe nhất rồi. Còn thêm các bạn nào nữa không? Quan trọng là các bạn kia, người ta không dám bỏ tất cả để mà theo. Như 2K1 thì vừa học vừa theo và cũng lên được trình. Thì bây giờ cũng nói chung là kiếm mức tiền để nuôi sống bản thân mình. Còn những bạn kia thì người ta đang có việc khác rồi. Đúng không ạ? Ôi má mày đánh rồi. Má phải vứa ngay hôm trước đánh xong. Má gãy anh em nhé. Má gãy. Má gãy. Mình á, mình chính ra mình nghỉ bình luận ọp này phải 3 năm rồi. Mình nhớ mình nghỉ từ hơn 3 năm này mình không bình luận ọp rồi. Ít lắm, thì thi thoảng có sự kiện gì thì bình luận thôi. Nhưng mà cái lần này nhận lời chủ tịch thì chắc là sẽ comeback luôn.
quên hết các kỹ thuật khi mà lên kênh live rồi xử lý các bạn quân rồi tất cả mọi thứ khi làm off anh em ạ, quên hết rồi. Chúng ta cũng nói chuẩn nhỉ, 120 thì không bằng tay que, bỏ một thời gian dài quay lại cảm giác như mới. Vâng, thôi thì có tơn tiết kiệm thêm 7 hiêu nữa. Bài pan này nếu đánh với cả một cái quân gì đó không tuyển lắm thì đánh được, vì bài pan này cũng không quá đẹp. Bài hai hiêu và hai ghi quả kiểu này thì khoai mà lại hiêu ăn ở trước BS đâu, chứ còn đánh với con seng không đủ điều kiện để mà đánh nhau với con seng được. Xẻ ngày mai bác ơi, ở top 1 ngày mai đánh. Top 1 mặc định là thứ 7 và chủ nhật, còn top 2 thì là thứ 5 và thứ 6. Các cụ nói không chuẩn mà các cụ lại là các cụ à? Cũng đúng, đúng không ạ? Các cụ mà nói không chuẩn thì các cụ không thể là các cụ được. Cái này đúng. Vậy như vậy là nhà đối phương nằm ở dưới góc 6 lên 7 giờ. Đau đầu quá. Chính ra là về chuyên môn cao, chắc chắn top 1 sẽ là có những trận thi đấu nó chuyên môn cao hơn, đúng không ạ? Thế nhưng mà về cái sự khó đoán, nói chung là bất ngờ và nhiều cái nó không lường trước được, thì tất nhiên là top 2 mới là nơi mang lại cho những anh, cho các anh em những cái gì đó mà nó không theo một cái lối mòn. Xem top 2 nó mới bất ngờ anh em ạ. Nó mới ảo ma Malaysia. Chúng ta không đoán trước được. Ra thì cái giải này tôi cũng nhận, hình như nhận lời chủ tịch sẻ trước nửa tháng thì phải. Giữa tháng 4 thì nhận được thông tin là giải đấu này. Mình phải cố gắng thu xếp công việc để mà có thể một tuần đóng góp làm những cái ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và các khung giờ thì anh em có thể anh em có nhiều anh em thì chưa biết, có nhiều anh em đã quen rồi. Là các khung giờ là 13 giờ, 16 giờ 30, 13 giờ 30, 16 giờ 30, 19 giờ và 21 giờ. Tất nhiên nó sẽ có du di xê dịch một chút khi mà thời lượng các trận đấu có trận dài, có trận ngắn. Đúng không ạ? Nó giống như kiểu các ngón tay trên bàn tay mình phải có đốt dài, đốt ngắn đúng không ạ? Thì đó là cái lịch cố định của 4 ngày 5 6 7 chủ nhật. Thì cũng rất may mắn là ở trong fanpage AOE League Cup này thì cũng có thêm một bình luận viên, đó chính là bình luận viên Hà Duy Kiên. Một bình luận viên chưa giành chức vô địch nào. Mặc dù là bình luận khá lâu rồi, chưa giành chức vô địch nào thì phải. Anh quyết định là bỏ câu bộ Tôi Nga Hotspur để về với Chim Sẻ Nắng Thirio bình luận cho giải đấu năm nay. Đây là mùa đầu tiên của hệ thống giải đấu quán nhậu tự do AOE League Cup năm 2023. Đây là cúp mùa hè. Sau cúp mùa hè, với thành hy vọng giải đấu này sẽ thành công rực rỡ để chúng ta có được cúp mùa thu, sau đó đến cúp mùa đông và làm quả mùa xuân là ăn Tết là đẹp. Sang đánh thẳng cung. Ngày xưa có một cái kèo mà hay đánh sting đấy anh em. Có một cái kèo hay đánh chai lon bò húc, lon bò húc hoặc chai sting ở quán net là kèo pan sang. Sen đánh cung còn pan đánh lạc đà. Chỉ đánh chay lạc đà ở đời 3 thôi. Sen cũng chỉ được phép đánh chay cung ở đời 3 thôi. Lên 4 đánh gì thì đánh. Đấy, ngày xưa có một kèo nhá, không biết anh em đã đánh kèo đấy chưa. Và pan phải đen dân thứ 8 thì phải. Pan đen dân nhá. Tất nhiên là ở với những cái tùy, người mà cầm pan trình hơn thì phải đen dân thứ 8. Còn nếu mà người cầm pan lại trình yếu hơn thì đánh cân. Giờ đấy nghe kèo nó bịp. BB ngày xưa là hay đi bịp kèo ấy lắm. Pan đen, pan đen, đen cả dân, ảo chưa? Nghe tưởng điêu nhờ. Nhưng mà cuối cùng là nhiều người mà bị lừa kèo đấy, khi cầm sen đánh cung đờ là bị lừa. Vâng, ăn hoang thêm đôi voi. Quyết định là từng vào trực tiếp trận thi đấu này trên ca cộng phong cách. Bị phát hiện ca. Có bao giờ bên kia lên thẳng cung A không nhỉ? Xem anh Huy ở pet anh Huy bác ơi. Cung R được lên giáp, được lên đầu máu, bác muốn đánh gì đánh, nhưng mà chỉ được đánh chay cung. Chỉ được phép đánh chay cung dành cho người cầm xem. Còn ở đời 3 thì Pan cũng chỉ được phép đánh chay lạc đà. Nên muốn đánh gì đánh.
Kèo này hay lắm đấy, anh em cũng có thể áp có thể áp dụng. Anh em nào cũng có thể áp dụng nhá. Anh em hay đánh kèo có bạn bè hoặc là cấp 3, cấp 2 hoặc là có bạn bè hội nhóm thì anh em hoàn toàn có thể áp dụng để mà chơi kèo đấy. Ba con P và làm ngay một con lạc đà. Con lạc đà vừa bị mất sẽ là cái đinh, đinh công mệnh. Không, như vậy chỉ mất một con lạc đà thôi, nhưng tôi nghĩ một con lạc đà là đủ để cho người cầm xe thủ được trong turn này. Xe đang mang cả dân để đập lạc đà thì kinh rồi. T đang bắn là khá buốt. Con lạc đà này lại quay ra. Ba nhà BA, một nhà P cùng thủ phù dành cho người cầm xe khi đối đầu với người cầm Pamidan. Tham lai của người cầm Pan là 22 nhưng chuẩn bị hết đồ ăn hoang. Đồ ăn hoang là một đôi voi. Liệu có bách quả nó bú không? Giờ mà có bách quả là tươi lại có thể đánh tiếp được, vì chúng ta vẫn sẽ sóc đều quân. Chờ ca thôi, đi móc máy một chút rồi chờ ca thôi. Vâng, ui, đóng quả nhà cứng luôn ạ. 2K1 vừa thua Mạnh Hào 4-7 ở trận thi đấu chiều anh em ơi. Chiều nay có 2 trận thi đấu. Ở trận thi đấu đầu tiên thì là anh Huy thắng Yugi 7-0. Còn ở trận thi đấu thứ hai thì là Mạnh Hào thắng 2K1 7-4. Đây là trận thi đấu thứ 3 trong ngày hôm nay. Và đây cũng là ngày thi đấu thứ 2 của League 2. Sau 2 ngày thì chúng ta sẽ phải chờ đợi đến thứ 5 và thứ 6 tuần sau mới tiếp tục với League 2 được. Tại vì là thứ 7 chủ nhật thì chúng ta sẽ dành chỗ và nhường chỗ cho League 1, nơi có sự góp mặt của các game thủ như Chim Sẻ, mấy con gà mà. Như Chim Sẻ này, Hồng Anh, BB, Truy Mệnh, Vên Lớp, Quýt Cam, Chip Boy. Nhưng mà mấy ông gà gà mà. Thứ 7 chủ nhật thì lại dành chỗ cho tổ gà chơi. Vâng, cái kèo Pan Sen kia là đen dân, là nếu mà người cầm Pan mà trình hơn nữa thì đen dân thứ 8. Nghĩa là con nông dân thứ 8 sinh ra thì đen. Quyết định lao vào, nhưng mà ba con phù thì xong rồi. Ba con phù mà người ta phù được mấy con? Như vậy là ba con phù được có một con lạc đà thôi. Hai con lạc đà thôi hỏng rồi. Ba con phù được hai con lạc đà, tình huống Chami Alonso cũng ra hai áo vừa được lên xong dành cho người cầm xem. Đúng là không vào thì không được, mà vào thì lại bị phù mất hai con lạc đà, quá đen. Bên kia lên xong phung hai áo, chúng ta hết đồ ăn hoang ở đôi vòi, tỷ số là 3-0 dành cho anh Huy. Hôm nay tôi không rõ ai nhập anh Huy nhá. Đánh rất bay từ chiều đến giờ. Tất nhiên chiều nay thì được đánh giá cao hơn so với game thủ Yugi. Ông bạn già của tôi thì nói chung là cũng là già rồi, mắt mờ tay chậm rồi. Nhưng mà không nghĩ là thua trắng, không có bàn danh dự chứ anh Huy, thua 0-7. Một phần là đã yếu lại còn đen, quân bài đen. Lúc đen rồi thì cầm Egypt vẫn thua cho son của anh Huy. Sao không cẩu phím T à? Trận khó anh em ạ, bên kia là Seng. Nếu mà có cái phím gì mà cẩu một phát chết, nó không chỉ lan mà nó còn kiểu đam nó được to hơn thì mới ngon. Xem anh Huy ở page AOE, anh Huy bác ơi. Ơ, sao đến giờ nhiều anh em vẫn cứ hỏi xem anh Huy ở chỗ nào nhỉ? Ôi, vẻ như anh em ít để ý đúng không? Tôi nghĩ là do anh em ít để ý, chứ còn thì bình thường, ví dụ như là các game thủ thì người ta đều có page riêng mà. Còn ở trên này thì mình với bình luận viên Hà Duy Kiên tới từ Tottenham Hotspur sẽ thay phiên nhau bình luận các trận thi đấu trong cả League 1 và League 2, gần như đầy đủ tất cả các trận thi đấu của hệ thống giải năm nay. Mùa thi đấu đầu tiên mùa hè. Anh em có thể follow page để có thể nhận những thông báo và vào đây thì xem anh em liền mạch, đỡ phải đi tìm page. Kèo này lại 007 à? Tiểu Man Thầu và 01 và 16-11. Bảng quân số 01, 16 là Babylon dành cho game thủ Long Lê và 11 là Sumerian dành cho game thủ Anh Huy. Cân. Giọng hôm nay khác à? Đâu, chắc là tôi hút thuốc nhiều nó lại hơi khản đúng không? Chứ giọng tôi vẫn thế mà. Ok, bác Đinh Văn Quyền. Khác à? Ôi, nó khác chỗ nào nhỉ? Hơi khản khản đúng không bác? Hút thuốc nhiều quá. Bảo bỏ mà toàn bỏ vào mồm. Bịp. Baby Sumo. Cả thần à? Cả thần thì chịu. Hôm nay khàn hơn à? Chắc từ đêm hôm qua hôm nay hút nhiều thuốc quá. Mọi anh em thông cảm nhé. Thế để làm hụt nước cho nó ngon. Giờ mà có... Giờ thì tôi nghĩ là bò húc hay là nước hay là cái gì nó không quan trọng đâu. Giờ mà có em...
gọi là gì nhỉ? PG mà. Ngồi bên cạnh thì là tự nhiên giọng lại trong vắt luôn. MPG cái là nó lại tươi, hương tươi ngay anh em ạ. Nó đang bị thiếu thiếu ấy, giọng nó khàn ngay. Giọng nó không trong. Hay do mic nhỉ? Mic vẫn thế mà. Kèo đấu của... Để tôi check. Anh em có thể chat, anh em nào biết có thể trả lời hộ nhá. Để tôi check xem là Tuyển Bàn Thầu và Hoàng Văn Nhi like ở bên nào. Chưa được ăn gì đâu bác. Tôi uống bia rượu yếu lắm. Trước thì... trẻ khỏe, gan thận nó lọc tốt thì uống về say xong rồi hôm sau dậy nó kiểu nó lọc nhanh ấy, tỉnh sớm. Giờ đến cốc thứ ba là say. Giờ yếu lắm rồi anh em ạ. Cốc thứ ba là say. Thế mới đều. Rồi Tiểu Bàn Thầu like top top à? Rồi đấy anh em. Thế mình tìm kênh của Thầu để xem. Nghĩa là mình vừa nói là đang thiếu thiếu cái gì, chủ tịch Sẻ có đang xem không? Chủ tịch Sẻ bảo có xem mà. Ui ông ấy trông thế thôi, toàn là nick chủ tịch Sẻ không xem bằng nick chim sẻ với nick Nguyễn Đức Bình đâu. Có nick ảo đấy. Anh em cứ thấy mấy cái comment mà ở trên group mà khen Sẻ á, là ông Sẻ đấy. Anh em cứ để ý mà xem. Nhiều ông mà cứ thi thoảng post lên khen ấy, là nick ảo của ông chim sẻ nhà mình ấy, dùng nick ảo xong tự lên post khen mình đấy, lấy là niềm vui kiểu tự kiểu gọi là như nào nhỉ, tự sướng ấy. Hôm tôi không biết đâu mà hôm tôi ngồi cạnh hôm tôi ngồi chém gió, ngồi uống cà phê, thấy ông có nick ảo, tôi để ý đúng cái nick kia luôn, chuyên lên bài đăng bài group tự khen mình. Sẻ đang xem bên page của anh Huy à? Bị thế nhở? Vâng, chào bác chim sâu nhỉ? Có chim sẻ mà có cả chim sâu nữa. Bác phải đặt quả chim sâu đi bão. Đi bà nó cứ tù tù của gì nhỉ? Thấy bảo ông qua Long Lê đỏ lắm. Vì ở Xuân Thứ 74 à? Hay 73 gì đó. Chào tất cả các anh em đang có trên khung chat nha. Em hãy để lại một lượt follow hoặc là gõ cú pháp dấu chấm than notify để anh em không bỏ bị miss những cái tin nhắn, những cái notice, những gọi là cái gì nhỉ, cái notice của Facebook mỗi khi mà kênh lên sóng. Còn nếu mà anh em đã quan tâm đến giải đấu thì anh em có thể truy cập vào website chimsẻ.com để cập nhật lịch thi đấu rồi bảng xếp hạng. Mọi thông tin về giải đấu đều được cập nhật thường xuyên và đầy đủ trên website chimsẻ.com. Huy hôm nay quân đỏ. Huy hôm nay là đánh cũng mượt, tay chân lúc chiều tôi ngồi xem đánh với Yugi mượt lắm. Thứ nhất là đánh cũng mượt mà cô cũng lại đang thương. Muốn làm người thường nó cũng khó. Ok, chào bác Nam Phong nha. Anh Huy mà thắng 7-0 lại thưởng tiếp à? Này có khi tiền thưởng của anh em khán giả còn nhiều hơn tiền giải ấy nhờ. Chết thật. Mày tôi lên trên mà tôi lên từ sớm, lên từ trưa, mặc dù tối bình luận nhưng lên từ trưa. Chiều đánh cái kèo với Hải Mario, đánh kèo 22 mà lại bị thua anh em ạ. Toàn thật. Đánh kèo 22 là thôi mất ngay mấy lít. Là mất ngay 2 lít. Thua bố bần xề. Kèo thơm thế mà lại thua. Nhưng mà bây giờ trên này mấy anh em ở trên này lừa kèo cũng kinh lắm anh em nhá. Anh em để ý. Nhìn kèo thơm như muối mít mà oánh vào khê thật sự. Hỏi không trả lời em vào kèo long rồi. What? Tôi có tư vấn kèo bao giờ đâu. Một kèo này thì đánh giải này thì nói chung anh em xác định là hên xui đi. Quân bài mà. Anh em xác định là cũng hên xui đi. Vì là đôi khi bạn đánh, kể cả là bạn có đánh hay hơn nhưng mà bạn gặp cái dây đen. Trận 7 nó không quá dài, nó cũng chẳng quá ngắn. Tất nhiên là thôi thì ai mà được đánh giá cửa trên, có trình độ, có bản lĩnh, nói chung là có tí trình thì vẫn sẽ tự tin hơn. Còn đôi khi yếu hơn thì lại hương khói đầy đủ và chờ đợi vào cô thương, chờ đợi vào Trần Văn Đỏ.
Anh Huy ở bên pet anh Huy bác ơi. Bình luận viên như mình thì bao nhiêu tiền một trận? Tính theo giải thôi bác. Chứ bác lại còn tính tiền theo trận nữa thì thế thì có khi là xong cái giải này có khi đi xem xe. Thế kia thấy chủ tịch Sẻ bảo là bình luận xong giải này là chủ tịch Sẻ để lại cho con Mazda đấy. Thì chủ tịch Sẻ đang định mua con thế thì mình bảo thế thì anh thì cũng chưa có bằng lái xe ô tô đâu, lái máy bay thì anh có rồi nhưng ô tô thì chưa có, nhưng mà nếu mà chủ tịch để lại cho thì hết giải anh đi học lái vậy. Nói chung là ôi đèn thế, đúng bãi quả thì lại đúng bãi quả nó hoàng lấy lực thì lại bị con giò chơi vào. Mà đi ăn rất xa rồi nhá, con giò bên kia đi giò nhầm hướng á. Ông Huy này đúng là trong cái rủi thì lại có cái may. Ông ấy đi dò nhầm hướng nhưng mà lại bắt được đúng luôn bãi ăn hoang ở rất xa nhà của game thủ Long Lê. Tìm rồi, bên kia là dân Sumer. Con đang nói về cái câu chuyện con Mazda thì mình có ngại đi học bằng đâu đúng không? Mình không bao giờ ngại việc đi học bằng. Mình đang tìm lý do thôi. Bằng hệ thống giải đấu quán nhậu tự do League Cup. Đây là mùa đầu tiên, mùa hè anh em ạ. Chắc là làm đủ 4 mùa thì chắc là thôi thì chủ tịch cũng để lại cho con Mazda 6 vậy. Thế là Mazda giữ giá đúng không anh em? Thế tươi rồi, thế là tươi đấy. Xem bên kia có đóng phủ không? Tôi nghĩ bên kia Summer thì người ta sẽ tự tin đánh lạc đà chuyển sang nhà BA luôn, tức là kẹp cung R luôn. Anh em lại đang quan ok pha vẩy e hay làm luôn con lạc đà. Anh em lại đang quan tâm tới em Kỳ Duyên à, admin của Pet AOE League Cup à. Em ấy sinh ngày mùng 6 tháng 6 sau chủ tịch Sẻ mấy hôm. Chủ tịch Sẻ là mùng 1 tháng 6 thì sinh nhật em Kỳ Duyên là mùng 6 tháng 6. 16 tháng 6 ấy, mùng 6 tháng 6 ấy thì tròn 18 tuổi. Hưởng tươi luôn anh em ạ. Trẻ đẹp. Làm sao vợ mình tự nhiên hôm qua mình có tí vuốt gheo gheo vợ ý kiến luôn được. Thành ra hôm nay có dám vuốt đâu. Và vuốt gheo tóc bóng lộn luôn. Vợ bảo đi đâu đi làm bình luận chế mà lại đầu tóc bóng lộn để làm cái gì thế. Bịt. Giác quan thứ 6 của mấy bà vợ không coi thường này anh em. Pha trao đổi chiêu thức ở tơn ăn hoang. Nhưng bên này hết lực rồi. Làm bài ruộng không? Làm tạm mấy cái ruộng. Bãi quả bị phát hiện nên người ta cũng tìm ra đây, nó là điều quá đơn giản thôi. Bạn chạy dân thì người ta tìm ra đấy luôn. Ở bên kia là một bài đánh dân. Ồ, bên kia cũng hoang hóa và đánh dân. Như vậy là muốn đánh nhanh và đẩy cao tốc độ trận đấu dành cho người cầm Sumerian. Bên này có vẻ là khó thủ đấy, chạy bãi vàng nè. Ở bên kia người ta cho nông dân, các bạn cho cung gờ bắn bãi vàng rồi. Đây là cái trận thi đấu mà tôi vẫn thấy tay của Long Lê không mượt. Anh em có cảm nhận rằng là tay lại bị loạn không? Rõ ràng là tay không hề mượt nhá. Nó cứ rối rối kiểu gì ấy. Vâng, tình huống con phù đi lạc. Bên kia cũng là bài đánh hoang hóa và gom quân. Tham này là tham ảo. Tham ảo anh em ạ. Bên kia cũng có phù. Hình như là phù là người ta đóng sau. Tôi đoán là đóng A để đi công trước, cống hiến trước ở thời điểm đầu, còn phù là đóng sau. Mấy sau là thừa vàng, thừa gỗ không có thực thì lại đóng phù. Lớ ngớ để làm tí huy chương. Và như vậy là tân giải quyết khá hay. Tham lai là 20-40, tham này ảo nhá, ảo lòi mồm luôn. Bởi vì ở bên kia cũng có phù và cũng chỉ là bài đi ăn hoang. Bảy cái ruộng huyền thoại này có khi lại ngon này. Làm 6-7 cái ruộng ở góc này êm ấm tình đời sắp đều một lờ. Mình chưa có A đúng không? Mình chưa có A. Đấy, làm 3 con phù thủy. Thơm thịt 3 con. Rồi, làm 3 con phù thủy. Cố gắng đóng được một cái A nữa thì đẹp. Cũng sắp 1 lờ và 1 A. Anh Huy mới thắng Yugi mà. Đúng rồi, ở cái giải League 2 thì nó lại bị kiểu như vậy anh em ạ.
Do là 12 game thủ ở trong giải nên là mỗi một vòng nó có 6 trận, mà ngày hôm qua đánh được có 4 trận. Ngày hôm qua đánh 5 trận thì bị hoãn 1 trận còn 4, ngày hôm nay đánh 5 trận. Như vậy nó lại là 9 trận. Anh em thấy nó dở không? Nghĩa là ngày hết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 1 vòng rưỡi. Hay là có người thì đã thi đấu 2 vòng rồi, có người thi đấu mới có 1 vòng. Hay là nhìn ở trên bảng xếp hạng thì có thể là cái người mà đứng trên thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Mọi thứ nó chỉ là tạm thời trên bảng xếp hạng thôi. Thằng này bên kia đè một chút, tầm 28. Bài bên kia xấu đánh công, nhưng người ta có cái lợi thế là Summer. Được rồi, khoanh ruộng là nó phải ấm cơ, kiểu không bao giờ bị xúc vào cơ, thì 1L1A cứ sóc thôi. Ở bên kia thì xem người ta hết ăn hoa, người ta có cơ cấu được một cơ sở nào đó không, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Được đấy, mình về mình kê khoanh ruộng này được đấy, lì lên. Vì nếu thua trận này thì là 0-4, khoảng cách sẽ rất xa trong một kèo đấu chạm 7. Nhưng mà nếu chúng ta bật được trận này, đôi khi trận sau lại AC, người ta chỉ là Greg thôi lại làm trận nữa, chắc chiêu nhặt nhạnh. Bên kia liệu có phù không? Cho lạc đà quay ngược lại để hỗn mã đi trước thăm dò. Vào biếu lạc đà tầm này nó quay nó chém nó nhức người. Người ta cũng có ruộng ở khu vực nhà chính rồi. Vâng, để ngày mai bảo bình luận viên Hà Duy Kiên cũng mặc vest. Vâng, bình luận viên Hà Duy Kiên hai ngày hôm nay mặc sơ mi. Hay là thôi, thì mỗi người một phong cách anh em nhỉ. Lịch sự là được đúng không ạ? Lịch sự mình nghĩ là được. Vét hay là sơ mi đây, mình cũng sơ mi. Vâng, làm tí có quả vét vào nhìn trông cho nó gọi là lịch sự, thay đổi dần đi. Ngày xưa anh em mình cứ, vâng ngày xưa tôi cứ quần đùi rồi cởi trần, uống non bò húc, làm miếu Vina là qua ngày. Bây giờ thì có điều kiện hơn, một cái cơ sở vật chất rất là tuyệt vời của giải đấu như thế này. Không tội gì mà chúng ta không đẹp luôn cả bình luận viên cả. Vâng, chưa biết thế nào trận thi đấu này nha. Anh Huy Hổ báo cáo trộn ở thời điểm lúc ban đầu thôi, còn thời điểm này thì nó là hên xui. Tất nhiên là con dân Summer thì có nhiều máu, và để bên này khi được dân của Summer thì mất khá nhiều thời gian, trừ khi đông quân hơn hẳn. Tham Lai lại tụt xuống còn có 23, lại bị người ta công vào khoanh ruộng, không ra được dân anh em ạ. Trận này chỉ có vắt quân lên mà phang nhau thôi. Vâng, bị yếu dần quá rồi. Còn có độ khoảng hơn chục con nông dân, trong đó thì có 6 cái ruộng. Bây giờ sẽ là cái ruộng thứ 7 chăng? 7 cái ruộng. 6 này, 7 này, 8 cái ruộng. Và dân ăn vàng, sau đó sóc chay lạc đà. Tầm này chắc sóc chay lạc đà lao vào phang. Bên kia người ta còn đóng thêm cái lở nữa ở phía khu vực nhà. Như vậy người ta xác định là trâu lạc đà luôn. Người ta còn 2L rồi cơ. 2L, 1P và 1A. Con phay này ở bên kia xem công nghệ làm sao. Và người ta lại khoáng mình một tơn. Tơn này là tơn hết dân dành cho game thủ Long Lê. Hết dân đấy. Nếu bên kia mà rát và truy sát là hết dân. Lại có một con phê ở trong ruộng. Anh Huy đang quá chắc bài. 4-0 dành cho anh Huy. 4-0. Càng nhờ Hà Duy Kiên. Nghe tên lạ thế á. Đấy là tên tiếng Việt của Harry Kane, tới từ Tottenham Hotspur bác ấy. Bỏ đá bóng về làm bình luận cho chim sẻ năng studio trong giải đấu năm nay rồi. Ca to đẹp dai. 4-0. Đừng nói với tôi là anh Huy sẽ thắng 2 vòng với tỷ số đều 7-0 nha. Thì có khi chủ tịch sẻ thưởng to đấy nhờ. Khi sẻ lại nhắn tin là anh đặt bàn rồi nhé. Nhanh nhé thì thôi hết rồi. Thì thôi cũng là xin phép. Tôi sẽ cố gắng là bình luận thật nhanh kèo này và kèo sau lên, không thì sợ nó muộn. Lên muộn thì thiệt anh em ạ. Ăn cỗ là phải đi trước. Quân đẹp hơn, nó chỉ là một phần của cuộc chơi thôi. Đôi khi nó gọi là may mắn. Có may mắn rồi nhưng bạn có tận dụng được hay không? Bạn đánh có tốt không? Hay bạn lại đánh lỗi? Rất nhiều người quân bài đẹp hơn nhưng đánh lỗi thì là mất cầu. Cầu đang đến thì cô mà đã thương rồi thì phẹt thôi. Xem Huy chắc ở bên Pet AOE anh Huy bác. Nhiều anh em hỏi nhỉ.
À đây là của Hoàng Mai Nhi à? Ok ok bạn ơi. Như vậy đây là của Hoàng Mai Nhi nha anh em. À, tí thì lại một trận thắng là bình luận viên có tiền à? Ờ cái này hình như là ở bên các clan là như vậy. Chứ mình đấy là hình như là các bình luận viên khác bình luận cho các pet của các game thủ thì là như vậy. Còn mình bình luận ở pet này thì mục tiêu của mình vẫn là con Mazda 6 thôi. Đây là của anh Huy đây đúng không em ơi? 17. Số áo của Luis Lali. 17 solo hitty. Như vậy là solo hit, hai tay chém cầm cung. Anh em nào mà chưa ăn cơm tối hoặc đang ăn cơm tối thì tôi nghĩ vả nhanh cái bát cơm đi, sau đó chứng kiến pha solo cung của hai tay chém này. Chưa ăn tối thì xem hết trận hit này hãng ăn. Còn đang ăn thì cố vả nhanh, ăn xong thì xem. Quả này đau mắt lắm đấy. Solo hitty cuộc đối đầu của Long Lê và anh Huy. Thực ra là hôm qua có tí gheo và nhìn nó bóng lộn lắm, nhưng mà vợ bảo đi làm bình luận giải kiểu gì mà lại cứ vuốt gheo để làm cái gì. Thế hôm nay có dám vuốt đâu. Hai tay chém cầm cung. Nhìn mấy ông ấy đánh cung nó cứ bị thế nào. Những cái tay chém nha. Ngày xưa thì có mèo mèo. Anh mèo ngày xưa cầm cung. Tôi thề luôn. Chỉ muốn đấm cho phát. Anh mèo cầm cung 44, sau đó đây bộ phim kinh dị mang tên He He nữa. Ui giời ơi. Cho hai ông đấy cầm cung trong 44, tôi thề mấy anh em luôn là chỉ muốn đấm cho phát thôi. À, sau kèo này à? Còn kèo nữa anh em, sau kèo này thì còn kèo nữa. Kèo nữa là kèo gì nhỉ? À, anh em chờ tí tôi xem lịch nhé, lịch thi đấu á. Sau kèo này là... ngày mai là ngày bao nhiêu? Tuần 1 đúng không? Sau kèo này là Kamachi và Xuân Thứ anh em ạ. Kamachi và Xuân Thứ nhá. Thì mình nhiều khả năng là mình sẽ quay màn hình máy của Xuân Thứ. Mang mình đi xe máy, tôi đi bộ. Xe máy là của vợ ấy chứ. Cưới vợ xong thì vợ có con Vision mới cóng. Năm nay cưới thì cũng được hơn 5 năm rồi. Thì con Vision giờ nhìn trông nó không khác gì là nó vừa nó xuống cấp rồi, mình cũng lười đi bảo dưỡng. Nói chung là đi như phá vậy. Vợ mình nhìn thấy quả xe bảo: anh có đi nhầm xe của ai về không đấy? Xe em ngày xưa lấy anh em mua mới tinh, đẹp long lanh như Ngọc Trinh thế cơ mà, sao bây giờ nhìn trông nó giống kiểu Angela Phương Châu thế nhỉ? Nhiều khi cũng lười anh em ạ. Đi thì cứ biết đi thôi, còn nó cũng lười. Chắc là phải tầm 40 nhỉ. Cũng do tính mình nó cẩu thả. Gman con à? Gman con là nhắn nhít phết đấy anh em ạ. Tay chuột tay phím phết đấy. Mới sao làm ăn được cái gì không? Vâng, anh Huy đang có một ngày thi đấu tốt. Còn đối với Long Lê, tôi cảm giác tay của Long Lê ngày hôm nay không mượt lắm. Nhìn tay ngày hôm nay nhìn nó hơi lòng hoàng. Mình đi chế đôi khi cũng phong độ từng ngày, từng giai đoạn. Thật đấy anh em ạ. Có những hôm đánh mượt lắm. Không những mình đánh mượt nhá, tay mình mượt nhá, mà bài nó còn đẹp nhá. Bài nó cứ mở mắt ra cái thấy voi hiêu. Voi hiêu về bãi quả phụ gần. Là cứ ép đời sớm suốt đấy. Nghĩa là mình muốn ép muộn cũng không được, cứ phải ép đời sớm. Vâng, bài hitty hơi rách nhờ, toàn voi hiêu. Hit trong truyền thuyết à? Hai hit trong truyền thuyết gặp nhau thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Đây có quả phụ. Đây là bài khó ép. Với những bộ bài như thế này thì nên đánh 28 dân. Đánh 27 cộng 1 dân. Đây là league top 2 bác ơi. 12 game thủ đánh vòng tròn một lượt chọn ra nhà vô địch. League top 1 thì ngày mai và ngày kia bắt đầu đánh. Mai thứ 7 chủ... vâng, đánh vào cuối tuần thứ 7 chủ nhật. Ô! Ai bảo bên kia mới là hit trong truyền thuyết.
Vâng, hit của anh Huy đang chậm hơn 3 dân. Hay. Sao Mạnh Hào top 2 mà Van Lớp lại top 1 nhỉ? Tôi đoán là chắc không giống tôi. Chạy đúng cửa. Đi đúng cửa. Vâng, sự mình cũng khá bất ngờ. Thực sự là mình khá bất ngờ. Cái này phải tâm sự thật. Mình cũng không nghĩ là lại nhận được lời mời tới từ chủ tịch Sẻ. Một buổi cà phê với chủ tịch Sẻ. Sau đó là vào việc. Mình cũng hơi bất ngờ thật. Không nghĩ là lại có cơ hội comeback trong một giải đấu lớn như thế này. Quy củ. Chúng là hoành tá tràng. Bác ép 5 lại để bác Minh Nguyễn ấy. Bác có thể thoát ra vào lại. Chứ nếu mà bị tình trạng như bác thì tôi nghĩ là do một trục trặc gì đó. Hoặc có thể do mạng. Chứ nếu mà đã bị nhiều người bị giống như bác thì tôi nghĩ rằng anh em cũng đã gọi tên em trong đêm ngay rồi. Ồ, đi ôm bom à? Dân Nga. Chắc dân Nga. Bên kia như chết một dân. Chậm 3 dân, chết một dân. Dân Nga hợp lý đúng không? Chém làm gì? Bài dân Nga. Không hiến. Đấy, dân Nga. Giải này quy mô đấy, quy tụ toàn bộ các game thủ hàng đầu. Tất cả các game thủ hàng đầu luôn. Của giải đấu luôn. Vâng, top 1, top 2, top 3. Thực ra thì cứ xong cái mùa đầu anh em ạ. Tôi nghĩ rằng là ai ở đang ở top 1, ai đang ở top 2, ai đang ở top 3 đối với cá nhân mình nó không quan trọng lắm. Bởi vì là nếu như bạn có trình thì bạn đánh tốt ở cái top của mình thì bạn lên được top thôi. Ví dụ bạn đang top 2, bạn đánh tốt, mùa sau bạn lại lên top 1 đánh. Đúng không ạ? Bạn đang top 3, bạn đánh tốt, mùa sau bạn lại lên top 2 đánh. Thế thì quan trọng cái gì? Quan trọng gì mình đang đứng ở chỗ nào đâu. Quan trọng là mình có thể hiện mình ra làm sao thôi. Và mình có lên được hay không. Còn vâng, một người đi dân Nga, một người anh Huy đánh chém. Bên này đánh cung. Và đây là kiểu đánh cung là mỗi người một nơi, mỗi nhà ở một góc. Pha đánh cung, vâng, pha dân Nga khá là ấn tượng. Giải quyết trong khoảng 18 phút là phải xong trận này. Không giải quyết xong là mình bị giải quyết. Có khi mình còn thua ngược. Tôi nghĩ là cần phải giải quyết luôn. 18 phút xong luôn nhá. Gom vào bắn. Gom và cố gắng bắn. Đặc biệt là cái khả năng cầm cung R hit and run. Đừng có mà vâng, tạo ra một bộ phim kinh dị. Khán giả không chịu được nhiệt đâu. Nhưng mà không cần tới 18 phút. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho game thủ Long Lê. Bắt đầu bật từ đây. Bắt đầu bật. Bình luận viên nghèo lắm làm game thủ mới giàu à? Cái này thì tôi nghĩ rằng mọi bộ môn nó đều như vậy mà. Đúng không? Gần như là mọi bộ môn nó đều như vậy. Dấu chấm than notify anh em ơi. À, bạn là Nguyễn Văn Tú như đang vừa gõ sai. Ti chơi kia là phải ti y ngắn. Đấy. Y trong từ ti là phải y ngắn. Chào bác Lê Văn Việt nha. Sau trận này thì xem Xuân Thứ. Xuân Thứ Kamachi à? Kamachi hôm qua vừa gặp Mạnh Hào thua 4-7. Xuân Thứ hôm qua nhưng cũng thua 4-7 trước Long Lê. 4-7 hay là 3-7 gì đấy. Hình như là 3-7. Nào, cùng xem quân. 7 dành cho Huy và 14 dành cho Long Lê. Bảng quân số bao nhiêu đây? Bảng quân số 01. Mình là 14. 14 là Yamatoi. 7 là Minoan. Tươi. Cân. Kèo này hay anh em ạ. Mình Ya họ Minoan. Kèo hay nhờ. Hai bốn nào, ba bốn nào, sau đó bốn đều đi xem nào. Cho nó rực này.
Vâng, Yamato vào cái bị tăng speed 2.0 làm đóng cái E nó bị muộn này. Vâng, tôi thề với anh em tôi bị đóng BB bao nhiêu lần rồi. Ghét nhất những ông vừa vào cái tăng speed 2.0 mà cái ông nghĩ ra cái trò đấy chính là ông Sẻ. Từ mười mấy năm trước ông Sẻ đã từ thời mà đánh con chuột Mitsumi Mitsumi Quang. Cứ vào cái ông ấy đã tăng speed 2.0 luôn. Thế là thôi đóng cái BB không biết bao lần rồi. Bực. Ôi thôi hỏng rồi, có chỉ được không? Đóng gờ bên này phải chặt cây gỗ. Vâng, tìm ra được bãi quả nữa. Tìm ra được voi, có hiêu. Ờ như vậy là đủ đồ. Hòm hòm đồ dành cho người Kamiya. Đủ đồ dành cho người Kamiya. Nhưng mà những thao tác ở thời điểm ban đầu khi mà đóng cái gờ rồi chỉ nông dân nó hơi tốn thời gian, có lẽ sẽ hơi vói dần một tí so với cả người Kaminoan nếu như mà Minoan có thể đóng gờ đẹp và sản dân đều. Bài này à? Cùng xem. Châu chém lên 4 hay như thế nào? Đỏ đầu thì đen đít à? Đôi khi là đỏ một phát từ đầu thì đen đít luôn đấy bác ạ. Chạm có 7 thôi mà. Mình chạm có 7 thôi. Em gỗ để làm cái S đầu sớm nào. Long Lê sẽ bật à? Anh, quan trọng là anh em có niềm tin không? Và quan trọng là Long Lê cần phải có, tôi nghĩ là thằng Long Lê cần phải lấy lại sự bình tĩnh để có những thao tác tay nó mượt hơn, nó đẹp hơn. Đấy mới là điều quan trọng anh em ạ. Phải mượt hơn, phải đẹp hơn đấy. Chứ thao tác tay của Long Lê cảm giác trong ngày hôm nay nó không binh. Bình tĩnh lại. Vội gì? Anh em đánh là rất hay bị cái kiểu vội. Vâng, anh em cho tôi xin phép khoảng 30 giây nha. Đúng 30 giây tôi quay trở lại luôn này. Homer, 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 Hom
số con thỏ im. Somers im khỏi Iceland. Nào đi con giò nào. Làm con giò đi. Bài đánh theo kiểu chặt gỗ đi. Để mà có phương án B. Khi mà bài của đối phương kín hoặc là người ta có thể lấy cung Nga thì mình có nhiều sự lựa chọn. Mình sẽ đánh theo cái kiểu là vâng, có được cái turn phát triển, đánh trâu chém bắt cung Nga rồi lên 4. Cứ một L thủ phủ trước đã. Có chặt gỗ thì bao giờ cũng có lợi. Giò của họ chỉ có công. Rồi chúng ta hình như cũng vậy. Rồi họ chỉ có công á. Rồi chúng ta công giáp cơ. Rồi chúng ta công giáp. Bài đẹp. Bài bên kia nhìn trông có vẻ ươn ươn lắm. Ươn lắm. Bài mình được nhá. Bài mình đẹp hơn hẳn đấy. Đóng một P ra mình sẽ làm chủ trận đấu này. Một P ra là làm chủ trận đấu luôn. Té. Rồi mình lên đời, nói chung lên đời cũng chỉ ngang nhau hơn nhau một tí tí thôi. Không đáng kể. Giò vẫn đang khó chịu, đúng là một tay chém. Thằng rồi. Cẩn thận bị mất giò. U22 Việt Nam, mình cũng có bình luận SEA Games trên đài VTC. Các trận thi đấu của U22 Việt Nam dự đoán à. Thấy bảo hổ giấy Malaysia kinh lắm nên là cũng chưa biết thế nào ở hai loạt trận cuối. Chưa biết thế nào một lần đâu anh em ơi. Bảo hổ giấy kinh lắm. Mắc cà la bêu lắm. Vâng, cứ chậm chậm nhá, con giò của họ hiệu rất hiệu quả đấy nhá. Giò họ giò hết được mình. Khó chịu chứ, anh nhìn đợt này đánh đang phong độ cao. 2K1 đánh xong thua Mạnh Hào rồi bác ơi. 2K1 đã đánh xong và để thua game thủ Mạnh Hào với tỷ số 4-7. 2L. L kẹp phù. Phương án lựa chọn nhìn cảm giác nó hơi khê nhỉ. Tại sao bài của người ta như vậy mình không chuyển cung A nhỉ? Tránh tình trạng quá rủi ro. Thôi không sao, chọn phương án này cũng được. Xác định chém của mình đi cùng với cả phù của mình thì họ phù mình thì mình phù lại. Với con phù của Minoan nó cũng không full công nghệ, nó cũng giống như phù mình thôi mà. Hai phù là ngang cơ. Tiếng chậm hơn hình nữa. Anh em này F5 lại được không? Anh em cũng có tên tiếng chậm hơn hình. Tình huống phù tới từ game thủ Long Lê, ổn đấy. Rồi, họ không phù được, còn mình đã làm được hai con lạc đà. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4. Mọi chuyện vẫn sẽ còn ở phía trước. 4-0 thì nó cũng chỉ là một con số thôi đúng không ạ? 2-4. Đi đâu mà vội. Trận nào bài nó cũng như thế này thì lại hương tươi ngay. Loanh quanh lại 4 đều. Có bao giờ 4 đều không anh em? Loanh quanh kéo 4 đều thật đấy. Nào quay quân nào. Làm trận AC AC đấy. AC 4 với các kiểu là lại ok ngay mà. Kiểu mọi thứ quay đầu, mọi thứ lại quay trở lại ngay, có cái gì đâu mà. Nào, cùng xem. Bảng quân số 04. Mình là 7. À họ là 7 là phô. Mình 13 là AC. Ai chà chà căng luôn. Họ quân đẹp, mình quân cũng đẹp. Nhưng mà cảm giác mấy cái tay chém này cầm cung tôi cứ thấy không an tâm lắm. Nào. AC phô. Anh em có thể để lại comment là dấu chấm than notify để nhận thông báo tới từ pet mỗi khi pet lên xong. Còn
Ngoài ra anh em có thể follow page luôn, truy cập vào website chimsenang.com để cập nhật tất cả tình hình của giải đấu. Nói chung là mọi thứ anh em để truy cập vào chimsenang.com. AC nào, không có gỗ nào vậy. Đây rồi, một cây gỗ hy vọng là gỗ 75. Gỗ này nó hên, vâng, nó hên xui nhỉ. Đóng quả e kìa. Có 7 hiêu to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, ít nhất 6 con, quả là quả 6. Dự ghê thật à. Nói phép không mất tiền mà bạn ơi. Nói phép mà cũng bị mất tiền thì chứ không mà tôi báo nhà suốt ngày à. Nói phép là một nghề đấy anh em ạ. Vâng, hiêu mấy nào? 6 con. Hiêu 6 có rừng đẹp hướng về góc 9 giờ. Tôi nghĩ rừng thông thì nó sẽ có cái chỗ đẹp thôi. Nó chọn cái mặt đẹp nó quay vào trong thì nó ok hơn. Làm bài hương tươi nữa 3-4 là mọi thứ nó lại quay trở lại. Mọi thứ lại kiểu khác bọt ngay. Vâng, thêm 7 hiêu nữa. Cắt dần ăn cả gỗ nhỉ. Ok, ăn cái cây gỗ dở 75 cái đẹp chứ. 7 hiêu 6. Thế là được rồi. Thêm cánh rừng già nữa. Đây cái nhiều khả năng sẽ đánh lạc là kẹp cung R. Còn ở bên này thì sẽ đánh cung R ACD ăn thẳng. ZQ Sang Long có phải bình luận viên chơi AOE hay nhất không? Bình luận viên chơi AOE hay nhất là GV. Nói thế cho nó vuông. Tội chỉ là con người thôi bác. Đức Thành ơi, đi lên hình trông thế này chứ mình đi ra ngoài mình cà phê cà pháo trà đá đấy, mình mà quần đùi là chuyện đúng rồi gì. Tôi toàn quần đùi, toàn quần áo kiểu áo câu lạc bộ á. Đi làm thì tùy vào môi trường và hoàn cảnh, nếu mặc quần áo trông cho nó ra gì một tí, chứ còn thì bình thường thì quần đùi áo cộc cho nó mát. Chơi mấy thằng cu nó cũng tiện, mặc quần áo đẹp chơi với nó là kiểu gì. Vì chơi mấy thằng cu thì kiểu gì mà chả bẩn hết. Nó không bôi cái này thì nó lại bôi cái khác. Sớm muộn thì cũng bẩn, đi mặc vest để trông con thì cứ mở hết hơi anh em ạ. Rồi, ra đá 7 hiêu xa trước. 7 hiêu 9 giờ nhiều khả năng vẫn phải bú đấy. Đây rồi, một voi được câu, hai voi luôn. Nhiều thao tác tay từ này. Cần hơi nhiều thao tác tay. Vừa phải phi hiêu, vừa phải câu voi. Thôi, cứ phi hiêu cho chắc đã, câu voi sau. Rồi, bây giờ câu vào đẹp. Map có xe giò, nhiều map có xe giò nhé. Giải này tôi thấy có nhiều map, gần như là map nào thì có xe giò. Ok. Rồi, tạm thời ổn. Đi vòng để ăn 7 hiêu góc 9 giờ. Toàn voi hiêu, nhìn nó cứ lủng lủng nhỉ. Tôi nghĩ GV là bình luận viên chơi AOE hay nhất. Đấy, với cá nhân mình thôi, còn có thể anh em biết nhiều cao thủ nào ẩn vẫn cũng ẩn giật thì mà đã là giới bình luận viên thì còn là ai đâu nhỉ? GV chứ còn ai nữa? Chẳng nhẽ là có người khác à? What? Tôi cần một cái tên. Vì thực ra là GV ngày xưa là game thủ. Sau đó thì quay trở về làm bình luận viên. Bài này mà đánh cung thì nhìn trông nó 2K1 thua Mạnh Hào bác ơi. Kami à? Kami. Bỏ đi bác. Đây là BA, như vậy là đánh cung.
À, Tiểu Hòa Ca, Tiểu Hòa Ca đánh cung R thôi. Tiểu Hòa Ca đánh ram đùm với GV. Tuổi gì đồ ăn mì. Đúng không ạ? À, em vẫn rất khét cho nông dân của ACDAN di chuyển nó nhanh. Tuấn Tiền Tỷ, Tuấn Tiền Tỷ gọi là biết chơi đế chế. Ngoài GV ra thì nếu mà ở cái hạng mà không phải là game thủ đi làm bình luận viên thì có Zidane, Kami, Hùng Cua, Sang Long, ZQ Sang Long, German. Ui giời, anh em chưa xem thời đỉnh cao của tôi thôi. Lúc anh em xem tôi toàn thời gọi là xế chiều rồi thì nó cũng khó, đúng không ạ? Chứ anh em mà cứ xem tôi thời đỉnh cao xem. Xin phép luôn, tổ 96 nhá, không đủ tuổi. Thế nó vuông. Bài nó nửa nạc nửa mỡ thế nhở? Không thì nó tốn nhiều thời gian mà chưa ra được cái ruộng nào. Bây giờ mà đi ăn hoang mà bị người ta chém thì lại mất lực ở phía ngoài. Thế mà lại kéo về để ra ruộng thì lại hơi tốn. Thôi được rồi, kéo về đi. Tôi nghĩ kéo về là đẹp. Ở chỗ cái giếng hở nhá. Chỗ cái giếng, Trần Văn Giếng. Để ý không đấy? Thì đấy đúng không? Rồi, tôi cứ kín vào đã. Ăn mặc kín đáo đã. Sẵn sàng chờ đợi họ công ca luôn. Trận này thì sẵn sàng, kể cả họ công ca thì mình cũng phải giơ mặt ra mà hứng thôi chứ biết làm sao. Mà sao anh em không hỏi? Tự nhiên đang giải đấu anh em cứ hỏi mấy ông bình luận viên đánh đế chế nhở? Ông bịp thật. Nếu anh em đồng ý thì tôi sẽ xin chủ tịch sẻ. Đó chính là sau giải đấu này là một cái giải cho bình luận viên. Đấy. Hoặc là game thủ kẹp với bình luận viên. Hoặc là bình luận viên chay. Để cho anh em thấy rằng là giới bình luận viên thì nó như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là giờ anh em, nếu mà anh em trong xem lâu anh em biết hết rồi. Có mỗi thời đỉnh cao của tôi thì anh em không được chứng kiến thôi. Nhưng nếu muốn xem lại thời đấy thì cũng không được nữa. Tôi không thể quay trở lại với cái thời với những năm 2000 được, đúng không ạ? Giờ là năm 2023 rồi, bắt tôi trở lại những năm 2000, đánh hay như những năm 2000 thì khó quá. Và ngày xưa thì tôi đánh bằng cả tay và cả đầu. Nhưng mà đến thời điểm này tôi chỉ đánh mỗi bằng đầu thôi, không đánh được bằng tay nữa. Cũng khó. Vâng, bên kia chỉ là lạc đà kẹp cung R thôi. Vì họ là phô, họ cũng không đánh theo kiểu quá khô máu, theo kiểu đi công ca. Một phần là cũng do nhà quá xa. Nhưng mà đã tạm thời vượt qua được thời điểm đầu. Nhưng mà vẫn đang bị ép khi mà chưa tụ được cung ở bên kia. Ồ, bên kia 4 cung R. Mình có 5 con cung R thì họ đã có 4 cung R. Giạt quá nhờ. Trận này thì nếu mà muốn thắng thì chắc cũng phải cầm cự được ngoài phút 25. Cầm cự được đến ngoài phút 25. Bây giờ mà con AC này đang ở một thế ép như này cũng chẳng làm được gì cả. Thi thoảng tách tách một vài cung R như này là khá hiệu quả. Ăn được hai dân tới từ game thủ Anh Huy. Cố gắng sóc quân đều. Ồ, vẫn có ca anh em ạ. Vẫn có ca. Khẹt quá nhờ. Cẩu thẳng A luôn kìa. Ca trên đồi kìa. Khó chịu con ca này thế. Nó mà cẩu với A này mà nổ là toang đấy. Phải là bỏ xin ở con nhà A này. Vâng, ca trên đồi được cộng đam và nó nhanh quá. Cẩu phát nát A luôn này. Tiếp tục là cẩu E. Rất nhiều gỗ dành cho người cầm ACDAN. Chờ một tơn nữa thì ra. Một tơn nữa thì ra. Nhịn đi. Cố nhịn đi. Họ cẩu E đau quá, con ca đứng trên đồi. Một tơn nữa. Vâng, như vậy là mình không có cơ hội ra luôn. Họ vào luôn ạ. Huy bảo. Vâng. Này thì ra này. Đừng hỏi bố cháu là ai. Điều khéo. Điều khéo có khi vẫn thủ được tơn này. Khéo lắm rồi đấy. Chết được con ca đối phương rồi. Ra thêm một tơn nữa đi. Có khi vẫn thủ được tơn này. Có thêm cả dân. Ấy da. Hổ báo ạ. Hổ báo trường mẫu giáo ạ. Nhân. Này thì hổ báo trường mẫu giáo. Thủ tươi dành cho game thủ Long Lê. Ai nhập Long Lê vậy? Sao Long Lê cầm cung hay vậy? Rất dẻo, dẻo như kẹo kéo trong tình huống này dành cho game thủ Long Lê. Rồi, xông ra. Nhờn ạ, này thì từ từ em ơi, từ từ. Củ từ. Họ có lạc đà đảo. Hit and run, ui giời. Tình huống đánh như Hồng Anh vậy. Từ từ. Hoàn cung R còn ít máu thôi, họ vẫn có quân đảo.
pha hit and run khá hay tới từ Long Lê. Anh Huy cũng đang hit and run cùng R. Tầm này nó lao vào nhau nhưng con lạc đà chém đau quá. Họ có bổ sung thêm quân và mình cũng phải cố gắng bổ sung thêm quân để ý quân chạy. Rồi, tụ vào. Lại tụ vào, đang ở dưới dốc. Lùi vào sâu cho một chút, rỉa bớt những con lạc đà đi. Người ta đang tách một con lạc đà vào trong ruộng. Cầm luôn nông dân bổ luôn, nhưng người ta có thêm con nữa thì chưa biết thế nào một lần. Tình huống vậy em mất thêm tạm 3 dân ở trong ruộng, 4 dân ở trong ruộng. Nhưng ở ngoài thì lại vâng đỡ được nhà. Tình huống mất 4 dân hơi lãng xẹt. Hôm nay đang tạm thời chỉ là 37. Vâng, chờ mãi chưa thấy con cà thứ hai tới từ game thủ anh Huy. Long Lê bảo thôi làm cái trận gỗ hai cho nó mát. Bên kia là bài dâng L, dâng A, dâng K. Nhà ở rất xa góc 3 giờ. Vâng, nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Tầm này đúng là theo kiểu nhịn hơi lâu rồi đấy. Làm thêm tí ruộng nào, lượng gỗ ở góc 9 giờ vẫn đang ổn. Ra là bây giờ lại phải cho thêm dân gỗ ở phía cánh rừng già về làm ruộng. Bên kia dâng BB, dâng tất cả mọi thứ nhưng thiếu chiến thắng. Đây là một trận thi đấu thủ hay tới từ một tay chém. Nếu đây là một tay chuyên công thì pha thủ vừa rồi là bình thường và được gọi là dẻo. Nhưng mà với một tay chém thì tôi đánh giá đây là một trận thi đấu hay tới từ Long Lê. Được. Nó phải thế chứ nị. 3-4. Ba bốn anh em ơi. Thắng trước 4-0. Là chính ra bây giờ mà 4 đều là ông Huy còn tâm lý ấy nhỉ. Nào quay quân à. Giờ một trận quân đẹp vẫn là 4 đều. Chạm 7 nhá anh em. Mọi trận thi đấu đều sẽ là chạm 7. Tất cả luôn. Ơ đã quay quân chưa nhỉ? Chưa đúng không? Đây bây giờ mới quay quân. 10 và 15. Bảng quân. Lại bảng quân số 01. Hôm nay có duyên với bảng quân số 01 nhỉ. 10 của anh Huy là con Pan, 15 của mình là con Seng. Ái chà chà. Đổi lại Pan Seng anh em ơi. Mình là con Seng, họ là con Pan. Nãy thì mình cầm Pan đối đầu với Seng của họ. Họ lên cung A đấy. Quả tơn mình công ca các kiểu đấy. Vâng, mình là Seng, họ là Pan. Đổi lại quân thôi. Cần nhờ. 4 đều làm quả chạm 3 ở cuối cùng. Sang đẹp rồi anh em ơi. Sang đẹp rồi, sang đẹp rồi. Đang trong pet vừa mới lập anh em ạ. Pet AOE League Cup này thì anh em có thể chia sẻ để nhiều người biết đến hơn. Vì pet vừa mới lập để quay phát toàn bộ các trận thi đấu trong giải đấu năm nay. Thế là mới chỉ có khoảng hơn 2.000 người theo dõi pet thôi. Chưa nhiều anh em biết đến. Ở mạng giờ này thì hơi lởm anh em nhé. Tôi nghĩ mạng giờ này thì hơi lởm. Tình trạng chung rồi. Giờ cao điểm. Chắc phải sau 21 giờ thì mọi thứ mới hòm hòm ổn ổn được. Chứ tầm này thì chịu. Vâng, có quả phụ luôn. Giải quyết xong bầy hiêu ép ít dân. Gỗ 75. Ngon. Donna E. Alamaz.
Vâng, Edou đưa được bầy hươu 6 về có quả phụ gần. Pet sẻ thì chỉ quay các trận thi đấu của sẻ đấy anh em nhé. Còn pet này thì đầy đủ hết cho tất cả các anh em theo dõi. Full combo đấy. Vâng, có thêm con voi. Làm bài 2-3 dân chơi sớm không? Sẻ mai bác ơi, sẻ mai. Pet này sẽ bình luận tất cả các trận thi đấu, cả League 1, tức là League dành cho top 1 và League dành cho top 2. Nên là tránh cái nào được. Sợ không có sức phải làm thôi anh em. Một ngày 4 kèo chạm 7 trong các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Ra tôi cũng phải bỏ khá nhiều việc khác để có thể tham dự được vào giải đấu này. Thì là liên tiếp mấy ngày thông như vậy, tuần nào cũng như thế anh em nhé. Từ giờ, từ ngày mùng 4 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, 2 tháng để kết thúc cả 2 league, league top 1 và league top 2. Sau đó mới đánh league top 3. Ở league top 3 chúng ta cùng chờ đợi. Sẻ mai à? Sẻ thì thường đánh khung giờ 19 giờ, gần như là mặc định hay sao ấy, là sẻ đánh khung giờ 19 giờ. Cái khung giờ đấy nó đẹp, nó cũng đẹp, nhưng mà mạng méo dạo này nó kém. Khi xem khung giờ ấy, khi anh em sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Nên anh em sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà xem ấy. League 1 sao không thấy Paris Saint-Germain à? Cũng đúng. Anh em bịp tôi thật. Phải anh em đang bịp tôi không? Cả Paris Saint-Germain. Thấy bảo Messi chuẩn bị đi sao ấy? Sang Ả Rập đá với anh Bảy. Làm truyền thông, làm kinh tế thôi. Bỏ chắc thế nhở, lên sớm mà mình đánh 2-3 dân mà. Một mình một, vâng, một mình một vạch mà. Đây rồi. Pamiran. Nhiều voi về đấy. Không, hai voi về, một hươu về. Giò họ đang chọc mình hay sao kìa? Phải không? Rất nhức nhối, người ta bị bắt giò. Chuẩn bị hóa đời. Vâng, bây giờ họ mới có giò. Lạc đà lên chắc xong luôn anh em ơi. Lạc đà lên nhiều khả năng xong luôn. Vẫn đang giữ được con giò, hổ báo thế nhở. 1L, 1P, 1A bài cơ bản. Bất ngờ chưa? Bất ngờ bình thường bác ơi. Giải đấu mà. Đi đánh giải. Theo câu nói của một huyền thoại nào đó, đỏ là ăn tất. Vấn đề là mình có đỏ hay không thôi. Mình không đỏ thì lại là cút luôn. Oh,
Sóc kèo này còn kèo của Xuân Thứ nữa anh ơi. Bên kia đánh 2L. Chết quá nhiều dần rồi. Xin P đều nhá. P đều. P đều là tươi. Vậy làm luôn con lạc đà. Quá đỏ. Xong 4 đều. Tôi nghĩ là phù được con lạc đà đó là xong mang xong xong game luôn rồi. Tỷ lệ xong game luôn là cực kỳ cao. Vâng, tiếp tục làm con lạc đà nữa. Ở bên kia có lực ở đâu nhỉ? Chúng ta ở bên kia cũng phải có lực ở đâu đó mới xong lạc đà đều phết đấy chứ. Vâng, lại làm thêm con lạc đà nữa. Tham lai của Sen thì không to lắm nhưng mà tham lai của Pan thì quá nhỏ rồi. 4 đều. Nói phét đúng không, mất tiền thật. Long Lê à? Long Lê tới từ Đông Anh bác ơi. Đông Anh. Nào chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 9. Vào mạng rồi chúng ta mới chuyển sang màn hình máy quay quân. 7-4 cho Long Lê luôn. Đây là bật 7 trận à? 4-0 thì ai chẳng nghĩ rằng là sẽ là một kèo đấu dễ dành cho game thủ Anh Huy. Chưa nói trước nhờ. So sánh thế nào được bác? Game với đá bóng nó hai phạm trù nó hoàn toàn khác nhau. Thôi chết rồi. Quên mất lại. Tự nhiên lại có tin nhắn của ông Kiên mình lại. Vâng, Sumer. Có tin nhắn của ông Kiên mình lại quên không quay sang màn hình máy quay quân rồi. Đang tự nhiên cứ thấy cái điện thoại nó cứ rung rung. Vâng, như vậy là Sumer dành cho Long Lê. Ở bên kia quân gì nhỉ? Vâng, có cái tin nhắn nó cứ tinh tinh thì mình lại dở ra để xem có cái việc gì gấp không. Quay lại quên mất không chuyển sang màn hình máy quay quân rồi. Tôi đang để cái chế độ im lặng ấy, nó cứ rung rung kia là nó làm thế nào để cài đặt mà nó không rung nhỉ, để im lặng mà có tin nhắn tới nó cứ dịch ấy. Vào cài đặt rồi. Âm thanh và rung đúng không? Này. Thế luôn, dùng điện thoại chả bây giờ để ý những cái vấn đề nó quá vớ vẩn. Nào Sumer, anh em đá hộ tôi quả xem bên kia là gì. Maxe à? Sumer và Maxe cấn chứ con Sumer này nó lại không có cung nga anh em ạ. Ngày xưa cái trò Sumer Maxe này nhá là bắt bài con Maxe mà người ta dò ít ấy, dò ít bài đẹp kiểu người ta khung ấy, người ta sẽ đánh y thủ che thiên. Thời ngày xưa hay đánh y thủ. Hay là con Sumer này bài không xấu, không đẹp lắm nhưng mà vẫn ép được đời, sau đó dâng nga bắn cấp tốc nhanh ở thời điểm đầu lọt nhà. Thế nên đế chế ngày xưa thôi. Kèo chạm 5 coi như xong à? Sao lại kèo chạm 5 coi như xong là như nào bác ơi? Vâng, có quả phụ. Voi đâu? Mấy hiệu này thì không lùa về được rồi. Định luật Sumerian 1 tỷ con voi. Sumer nhiều voi này, Egypt vỗ đầu xa này. Cái gì đấy nhở? Ngày xưa như nào nhở? Ngày xưa mồm mình nói ra mà quên hết rồi. Sao này các game thủ đến từ Hà Nội 1 và Hà Nội 2 là như nào nhỉ? Hôm giờ cả Việt Nam còn chả lấy bới ở đâu được game thủ nên lại còn giải đấu đến
các game thủ của Hà Nội 1 và Hà Nội 2 tôi đến thần kinh mất. Giờ đây còn không có game thủ mới anh em ạ. Anh em để ý xem, cả một cái lứa 2K được mỗi ông 2K1 gọi là biết chơi tí, mà đấy là cũng rèn luyện chán rồi đấy. Gọi là được rèn luyện, được tập luyện, được bài bản, tạo điều kiện cho oánh nhiều đấy. Chứ bây giờ có game thủ đâu mà lại còn... Vấn đề nó không giống các bộ môn khác, bộ môn chế nó khó. Chế nó khó anh em ạ, nên là... không có nhiều game thủ đến cái mức độ như anh em nghĩ đâu. Game thủ nghiệp dư thì rất nhiều, game thủ mà chơi cho vui thì rất nhiều, nhưng mà để mà đánh được chuyên nghiệp không đơn giản đâu bác. Ăn tập mãi mà trình nó còn trả lên ạ. Sao không thấy thông báo nhỉ, bình luận là bác gõ dấu chấm than notify. Bác gõ dấu chấm than notify thì nó sẽ có thông báo cho mọi người. Dấu chấm than notify. Vâng, ăn thêm bầy hươu nữa. Vòi vẫy tài thật đấy, nhưng bây giờ mới thấy thì câu làm sao, thôi ăn tại đây luôn. Dâng Nga đi. Bài đánh đúng theo kiểu dâng Nga đi. Chim ngày mai mới đánh bác ơi. Chim Bi Hồng Anh chúng ngày mai đánh. Ở trên cái top 1 thì nó hay là nó có 8 game, vâng có 8 game thủ, nên là một ngày đánh một vòng. Ngày thứ 7 đánh một vòng, ngày chủ nhật đánh một vòng. Nó liền khi mà các bạn nhìn vào cái bảng xếp hạng các bạn sẽ thấy nó đẹp đẽ. Chứ còn ở cái top 2 nó lại có 12 game thủ, một ngày đánh có 5 trận. Thành ra nhìn vào bảng xếp hạng thì ông thì đánh một trận, ông thì đánh 2 trận, nhìn trông nó hơi rối mắt. Mà cái bảng xếp hạng ở sau mỗi ngày thi đấu thì nó chỉ là bảng xếp hạng tạm thời thôi. Còn ở top 1 ạ, ở league 1 ạ, thì anh em sẽ nhìn trong nó vòng nào ra vòng đấy, khúc nào ra khúc đấy. Và sự khác biệt ở league 1 và league 2 thì đó chính là ở league 2 này thì chúng ta thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm là ăn tiền luôn, là chọn nhà vô địch luôn, 12 game thủ sẽ có 11 vòng đấu. Còn ở league 1 thì sẽ là đánh lượt đi và lượt về. 8 game thủ đánh 7 vòng của lượt đi và 7 vòng của lượt về. Sẽ có tận 14 vòng. Nhiều trận đỉnh cao hơn, nhiều trận chất lượng chuyên môn cao hơn dành cho anh em trên league 1. Đúng rồi, ở top 1 thì tôi nghĩ rằng là chất lượng chuyên môn sẽ cao hơn và bất ngờ sẽ ít đi. Còn ở top 2 thì bất ngờ nó sẽ có nhiều hơn. Rất nhiều bất ngờ ấy nhỉ. Trận này cũng là một trận bất ngờ này. Ngày hôm qua Nam Sâu Kiêu thắng thầu bất ngờ. Nam Sâu Kiêu dẫn trước thầu 3-0 thì phải. Quay ngang quay ngửa lại thua thầu 6-4. 4-6, sau đó thì Nam Sâu Kiêu lại thắng thầu tổng tỷ số là cuối cùng là 7-6. Ngày hôm qua bất ngờ chứ. Ngày hôm qua anh em xem. Đừng nói với tôi hôm qua anh em không xem trận Nam Sâu Kiêu vào thầu nhá. Trận hôm qua cũng hay mà. Vâng, bên kia đã lên đời xong rồi. Ui hỏng rồi. Vâng, cái bãi vàng bó rồi chứ mà lại vẫn bị sụp chết. Khá đen. Mất thêm dần nữa à? Ui dần sụp mơ luôn ạ. Mà để nó dân sumer mà để con giò nó chọc chết 3 dân vàng rồi. 4 dân luôn kìa. Ok. Cay không? Kích bánh xe. Đánh kiểu này sẽ không có lực. Đánh kiểu này con sumer khéo mà thua. Hai chém. Như vậy bên kia đánh 2L. Ủa đánh kiểu này có khi gãy anh em ạ. Tỷ lệ gãy cao luôn này. Ẩu quá anh em ạ, Long Lê đánh hơi ẩu trong tình huống này. Cụ nhiều khả năng đi chân lạnh toát rồi.
ăn thêm một bãi vàng khác. Ví dụ như mình mà xịt con dân của Maxe thì nó nhanh, nhưng mà họ xịt dân mình là lâu phết đấy chứ, đặc biệt con ngựa giò. Giờ có đóng được một cái nhà A ấy, ra được con cung R đi bắn khu vực bãi vàng bo bo bịt bịt. Dân gỗ được đẩy về để ăn vàng. Ui chém Maxe, chém Maxe mà nó lùa thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bây giờ họ cũng có y, ăn hoang của họ bây giờ mới bị phát hiện, trong khi đó chúng ta đang bị lùa như lùa vịt rồi. Đang... thôi cố gắng, trận này vẫn đánh được, đỏ đỏ một chút vẫn đánh được. Đấy, ăn lại dân rồi kìa, ăn bãi ăn hoang, ăn dân bãi gỗ, lấy lại những gì đã mất rồi đấy. Lấy lại những gì đã mất, bên họ còn đúng mấy bãi vàng thôi, bên họ còn mỗi cái bãi vàng thôi. Dân gỗ hết rồi. Rồi, lạc đà khắc chém rất ghê, nhưng chúng ta cũng chẳng còn thực. Thôi bỏ dân vàng đi, lừa lừa đi đâu ăn gỗ, sau đó làm khoanh ruộng ấm ấm ở chỗ nào đó đi. Họ chắc hết dân rồi đấy, họ còn mỗi dân vàng thôi. Dân gỗ, dân bãi quả kia hết rồi, cùng lắm thì họ còn thêm một hai cái ruộng lẻ ở chỗ nào đó. Tìm thử. Đấu bây giờ sợ mình thiệt. Xem tân tham cho nó tự tin nhờ. Làm tân tham cho tự tin đi. Lag à? Chắc là tình trạng mạng chung của các anh em đấy. Cái giờ này, cái khung giờ này thì nó bị lag anh em ơi. Hy vọng là mạng méo anh em xem có thể ổn định. Chính ra ông sẽ lựa chọn phương án đánh 19 giờ thì là cái giờ hot thật đấy. Nhưng mà nếu mà mạng méo không ổn định là khán giả xem khó đấy nhá. Những trận thi đấu của game thủ chim sẻ, cái khung giờ là 19 giờ thứ bảy và chủ nhật. Tại vì từ cái đợt đứt cáp quang đến giờ tôi đây đã sửa xong đâu, đúng không ạ? Từ đợt đứt cáp quang là chưa sửa xong đâu nhá. Thành ra là anh em theo dõi ở những khung giờ gọi là giờ vàng, những cái khung giờ mà cả tất cả mọi người đều dùng sử dụng internet là khoai đấy. Đang tham lai 16 rồi. Đang cố gắng đâm vào bãi vàng của đối phương. Đối phương người ta cũng cho y ra khu vực ăn hoang của mình. Họ có y. Trận này ẩu quá, mất dân vàng một cách lãng xẹt. Tự nhiên tham nó tụt đấy. Nếu không thì vàng ăn ổn, 6 con nông dân đó ngon thì ăn một lúc là có thể tháo ra để mà đi làm gì đó rồi. Tập trung bò nhỏ bãi gỗ bãi ghiếc, tí nữa có lực để mà vẽ khoanh ruộng ấm. Chạy loang quang trên bản đồ. Đánh theo kiểu không nhà không cửa, mình có bánh xe còn họ thì không. Thì mới có lực để chuyển sang một cái A để mà đứng bắn vòng quanh cái bãi vàng hoặc là những cái cơ sở làm ăn của đối phương. Tầm này bây giờ là họ có 3 ga, họ chỉ cần có 3 ga cái ruộng ấm đấy là họ thắng. 3 ruộng ấm đủ thắng trận này dành cho con Maxi. Bây giờ nhá, anh Huy Nhiều Năng sẽ cầm cái đạo chém đó và giữ phím cách. Không bao giờ chạy được luôn. Không bao giờ chạy được cái đám dân này, thề. Giữ phím cách thì cụ đi chân lạnh toát luôn. Chỉ có mang lạc đà ra chém thôi mà mình thiêu với họ thì tham lai của mình càng ngày càng bé. Sau 4 trận đánh rất ok la thì trận này lại hơi lòng hoàng dành cho game thủ Long Lê. Cái gì đó người ta gọi là hơi ẩu. Thôi bỏ 5-4 dành cho người cầm Maxe. Chém rất đông, chém cực kỳ đông. Khoai rồi, 5-4 dành cho anh Huy. Sao trận này còn trận của Xuân Thứ nữa anh em? Không, các bạn là mạng nó kém thật đấy anh em. Mạng đúng là nó kém thật mà. Quản map nhìn chán à? Không, thua từ cái quả mất dân bãi vàng nhìn trông có chán đời. Chứ con Maxe thì nó dồn thì chắc mình xác định là mình đứt. Đã là con Maxe thì xác định là cụ đi. Bên kia người ta sóc chém, người ta chém tay đôi luôn. Nào cùng xem.
Khánh Huy dạo này đánh phong độ đang cao. Lại 0-1. 14 của mình là con Yamato, 7 của họ là Minoan. Được. Vẫn là bảng quân số 01. Mình Ia. Họ là Min. Rồi. 5 đều. Xong 6 năm. Rồi lại 6 đều. Kèo này nhiều khả năng 76. Mình bình luận hay 76 lắm. Kiểu mắc trận ấy. Số mình nó vậy. Bình luận chạm 9 thì 98 mà bình luận chạm 7 thì 76. Bình luận chạm 11 nó đủ 21 trận luôn ạ. Tôi chắc sắp thần kinh mất. Yamin. Xong trận này còn trận nữa bác. Còn trận của Xuân Thứ và Kamachi Love. Và nhiều khả năng mình sẽ lấy màn hình máy của game thủ Xuân Thứ. Lấy màn hình máy của Thứ nhỉ. Xem là Thứ ngày hôm qua chắc do đen. Chứ tôi nghĩ rằng Xuân Thứ vẫn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu này. Mặc dù dạo này Thứ đánh cũng ít khi đánh đỉnh, ít khi đánh đỉnh cao. Anh em để ý á. Dạo này là ít đánh. Mà ít đánh ở trong cái sới này là nó cũng xuống tay đây anh em ạ. Nhưng mà va lại là nó lại hòm hòm một nổi. Solo Ia có cửa trên so với Minoan không? Có mà. Mình nghĩ nó rơi vào tầm khoảng 55 và 45. Ia nó phải được tầm khoảng 55. Thậm chí là với nhiều người Ia nó phải tầm 6 điểm. Còn con Minoan chỉ tầm 4 điểm đến 4,5 điểm thôi. Kèo Ia Min đấy. Có quả phụ, map lại có xe giò. Đá tạm một hiệu về. Tập trung ăn gỗ, đóng S đầu. Và S nhiều khả năng là S nhân 3. Ăn cả hiệu, cả vàng, cả gỗ luôn. Hạng mấy được lên hạng, anh em cập nhật trên chim sẻ năng.com anh em. Nhất nhì chắc lên hạng. Phải có lên hạng xuống hạng mới hay được. Đúng không ạ? Hết nước rồi. Mà có em chân dài mặc bikini, vâng bikini mang cái đây lon bỏ hút thì mắc bình luôn. Hey. Nói chung là đã biết đã là bình luận ở trên cái page này rồi, page AOE League Cup thì gần như là sẽ bình luận full hết các trận thi đấu trong giải. À, có nhiều anh em đang hỏi là mình có bình luận sẻ không á? Về cơ bản thì gần như tất cả các trận thi đấu của sẻ mình sẽ bình luận về cơ bản nhé. Tất nhiên là vẫn sẽ có những trường hợp là bạn Hà Duy Kiên sẽ bình luận, Harry Kane đấy, Harry Kane sẽ bình luận. Hoa thơm thì mỗi người phải ngửi một tí anh em. Bây giờ đúng không ạ? Anh em phải xác định luôn là hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Mà ở cái league top 1 đấy á thì tận 14 trận cơ. Sẽ đánh tận 14 trận trong giải này cơ mà. Có 7 trận lượt đi và 7 trận lượt về. Nên là tôi một người tí ti. Sóng thì ở trên này sẽ gần như đầy đủ hết, full combo dành cho anh em. Rồi mắc binh ấy. Vâng, chữ S ăn thêm đôi voi nữa, 7 hiệu 4 con và ăn thêm voi lag à. Đây tôi gọi mấy anh em kỹ thuật lên xem có khắc phục được không. Mà không biết là do này, để hỏi lại mấy anh em kỹ thuật của giải đấu xem là đây là lag do tôi phát lên hay là lag do anh em xem. Nghĩ là để hỏi lại anh em nhé, để hỏi lại mấy anh em kỹ thuật lên check lại xem là lag là do mình phát lên cho cái luồng này lên hay là do mạng của, hay là mình phát lên ổn, còn đâu là lag do mạng của anh em đang có vấn đề. Khi mà ở cái giờ cao điểm này thì rất nhiều mạng, rất nhiều nhà mạng là nó chậm, nghe nó bị chậm. Vâng, tìm đến nhà đối phương, dâng lên ô bom à? Ok luôn, đây là hỏi anh em kỹ thuật mà. Hỏi anh em kỹ thuật tí nhá anh em nhá.
Còn mạng ở đây các kênh phát sóng vẫn đang ổn nha anh em. Các kênh phát sóng ở đây thấy báo về là vẫn đang hòm hòm ổn ổn. Mờ thế nhỉ, do quay phát à bác? Đang cùng uống ôm bo. Bên kia là đánh chém thủ phù. Không phù được cái gì cả. Không sơ múi được cái gì cả. Có cả nhà BA công tiếp tục một lớp E nữa. Vừa qua một lớp E rồi lại còn lớp E nữa này. Mình cũng phải dí cả phù vào. Bo được cái nhà BL của người cầm Minh Hoàng. Có cả T bắn, bom bom là rất rát. Năm đều trắng. Năm đều thì hay luôn. Sẵn sàng để đập con phù 2. Mấy dân đập cả nhà P luôn. Phù đi kìa. Còn bên kia chỉ dám giật lạc đà vào phía trong thôi. Chặt gỗ à? Ôi tội đến thật. Đây rồi. Vào. Vào. Ok, phù ở đâu đấy? Làm con lạc đà, tỷ số là 5 đều. Bài được, ôm bom, tươi luôn. 5 đều. Cái duyên bình luận 76 của mình. Cái duyên 7667. Kiểu gì trong ngày cũng phải va một phát. Hôm qua bình luận là 74 và 76. Bình luận Hào Hào thắng 74, bình luận Nam Nam thắng 76. Hôm nay bình luận Long Lê và anh Huy đang 5 đều. Càng nhờ. Vào mạng đã. Rồi. Nào quay đi anh em ơi. 16 và 11 à? Không, 2 và 1. 2 và 1. Bảng quân. 08. 2 là pơ, 1 là phô. Huy cầm pơ, mình cầm phô. Anh em thích con nào hơn? Anh em thích con nào hơn? Với cá nhân anh em. Đâu nhỉ, con pơ đâu nhỉ? Đây. Không biết anh em thích con nào nhỉ? Tôi là một người chuyên đánh thủ. Nè, tôi thích con phô hơn. Tôi này chuyên đánh thủ thì tôi thích phô hơn anh em ạ. Còn anh em nào mà thích theo kiểu phũ phàng thì thích con pơ hơn. Pơ nó có thể đánh theo pơ chứ chắc là phũ. P
Spurs đánh theo kiểu 1L sớm rồi chuyển A sớm. Khi dí, phô vẫn chết. Còn điểm thì người ta đánh giá Spurs hơn đấy. Phô phát triển cho Mark à? Nhưng vấn đề là gặp những tay cơ phũ thì mình chưa kịp phát triển. Mình đã min luôn rồi thì mắc cái gì nữa. Với những hệ đánh thủ thì thích phô hơn. Chứ con Spurs bây giờ các game thủ hiện đại người ta cũng chuyển A sớm lắm. Người ta dí cho con phô không có thời gian để phát triển luôn. Không kịp dãy đấy. Rồi cùng xem. Spurs không bánh xe chán á. Đấy mà ở level, mỗi level nó khác nhau đấy anh em. Mỗi một level nó khác nhau. Chả level nào giống level nào nhỉ? Phô bài phải được cơ. Nói chung là bài nó cũng phụ thuộc nhiều vào bài nữa. Không lên đời thì chả đánh cái gì là hay. Phô dễ chơi dễ trúng thưởng hơn à. Đấy, anh em thấy chưa? Một cái chủ đề mà pơ phô. Rất nhiều anh em, có mỗi anh em có một cái sở trường, một cái sở thích khác nhau. Chưa đấy dừng rồi này. Thế nhà trận này là rộng. 1L, 1P và 1A chắc. Rồi tính tiếp. Hai voi về, cộng với bãi quả đầu 7, ép được lên 2 rồi. Tầm 25 dân kích đi, không phải cố 26 dân làm gì. 25 dân nhà xin dân mà kích được luôn là tươi. Map có xe giò. Dừng hơi xa. Anh em phải thấy rằng thế nhà trận này là không có. Rất rộng. À đá bầy hiu về với chiếc BS đầu. Đúng ạ. Đá bầy hiu về S đầu là đẹp luôn. Vậy là hai là siêu mắc binh rồi. Giờ thiếu một bãi quả phụ nữa để lên 3. Bầy hiu có 4 con à. Thôi được rồi. Méo mó có hơn không. Em xin lịch mai à. Mai anh em xin lịch mai hay lịch kia hay lịch kia. Thì anh em cứ vào website chimsenang.com. Ở trong đó có tất tần tật những gì anh em cần biết. Những gì anh em muốn biết, cần biết. Thì sợ có thừa là có thừa thông tin. Chimsenang.com anh em. Đầy đủ hết. Lịch thi đấu bảng xếp hạng. Thông tin về gamer. Đây rồi, quả phụ. Và thừa thêm bầy hiu. Như vậy là phô này là phô đánh được với pơ nhỉ. Đánh được. Giờ pơ mà xấu cái là biết mặt nhau ngay. Pơ xấu cái con phô này là nó lên 1L, nó 1P, nó 1A. Nó dí sớm là cũng không kịp chuyển cung A đâu. Cái bài này tôi nghĩ tôi không nghĩ là có khả năng con phô đánh chuyển cung A. Cửa này rất thấp. Mà có thế cơ thì người ta mới chuyển con phô. Còn khi mà bên kia đã lên được cung A rồi thì bên mình cũng sẽ chuyển cung A. Nhưng mà bài này không có thế. Bài này có đánh 1L, 1P, 1A hoặc là thêm một nhà P nữa. Để mà đánh châu P. Kết hợp với cả một nhà L, một nhà A phù hết. Cộng với đó là mắc binh. Kết hợp quân với tay phải nhiều. Bạn điều nhiều loại quân cùng một lúc thì tay bạn phải nhiều. Phù nhiều mà lại phù không hiệu quả cũng chẳng ăn thua. 25 dân thôi. Bài tôi nghĩ là F2 25 dân tròn được. Bạn sẽ lên sớm hơn 20 giây so với 26 dân nếu như mà bạn kích được luôn nhé. Ví dụ 25 dân bạn nhả xin dân phát kích được luôn. Thì tôi nghĩ là nên đánh 25 dân. Ăn nhiều đồ thế. Đấy, 25 dân kích luôn 740 thay vì 800. 3 năm anh không bình luận à? Bình luận. Ôi, đây là bầy hiu đôi anh em ơi. Ôi, bầy hiu đôi. Phải ăn một nửa thôi. Ăn một nửa. Đừng phi hết hiu nó. Phi hết hiu nó bay mất thịt. Ông ấy tham vãi chảy nhờ. Tham thế. Ăn nó đẫy mồm đi. Xin chào Vitamin AOE nha. Đây có phải pet của clan Vitamin đúng đấy. Anh em checker xem có đúng pet của clan Vitamin không. Vâng, 10-0-0, 10-0-X.
10-0-0, 10-0x. Chúng là ép bài như này thì các game thủ người ta không phải anh ơi fake à. Ok, chào bầu Nguyễn Đăng Quỳnh. Bầu. Giờ anh em lại còn cả pha ke nữa. Có thời thật. Đánh thủ á? Nhiều người đánh thủ á. Cầm con phô đánh thủ. Lấy con giò mà lùa hiếu. Rồi, kín vàng, kín gỗ, tươi. Giò thủ bãi ăn hoang. Mắc nhờ. Cảm giác rất mắc bình nhá. Kệ thôi. Và như vậy là trận của Xuân Thứ và Kamachi đã bắt đầu đánh rồi. Như vậy là nếu nữa mà tí nữa mà tôi có hết cặp đấu này, tôi chuyển sang cặp đấu của Xuân Thứ và Kamachi thì có lẽ nó không phải là trận thi đấu đầu tiên của họ nữa. Nó sẽ là rơi vào khoảng trận thứ 2 hoặc trận thứ 3. Rất mong anh em thông cảm khi mà không phải là đợi hết cặp này rồi mới đánh cặp kia anh em ạ, mà lại là đến giờ là anh em mà triển chiêu luôn. Thành ra là tí nữa mình hết trận này thì bên kia sang trận 2 trận 3 mất rồi. Huy, anh em xem ở pet của Huy nhé. Pet AOE anh Huy, nếu tôi như tôi không nhầm. Nếu tôi không nhầm thì là xem ở bên đó. Đúng chuẩn bài 1L, 1P và 1A. Nét nhờ. Chuẩn nét luôn. Bên kia cũng có phù. Pơ đi công phù, pơ đi kinh à. Pơ đi công phù, phô đi kinh rồi. Và đỏ không, đen. Và như vậy chúng ta luôn làm luôn được con giò tới từ người cầm Persian. Có nhiều người sẽ đóng P2 trong trận, trong như thế trận này. Nhiều người đóng P2. Ok, sọc đơn với cả cung đờ đâu. Chứ đây bánh xe xong à. Vâng, cầm hai con giò và một con lạc đà. Dồn hai con lạc đà thì kinh rồi. Chúng vẫn còn một con lạc đà kìa. Thôi đi chặn người ta luôn. Ôi, bốn con lạc đà nhá, từ từ. Cẩn thận nhá. Rồi, luộc. Chặt thế. Ok, gỗ. Gỗ hở. Rất hay, làm thêm con lạc đà nữa. Ngon từ thịt mà lại ngọt từ xương luôn này. Quá cháy dành cho game thủ Long Lê. Tỷ số là 6-5 dành cho Long Lê. Lại là tưới. Duyên bình luận đấy, bình luận không biết thua là gì anh em ạ. Từ hôm qua giờ bình luận không biết thua là gì à. Toàn chọn game thủ đánh hay đúng không? Thành ra là không thua. Qua chọn Mạnh Hào với Nam Sâu Kiêu đều thắng. Này chọn Long Lê với Thứ thì chắc là cũng sẽ thắng thôi đúng không ạ? Mà chưa biết được. Thứ dạo này đánh đỉnh cao ít. Thành ra là chúng ta còn phải xem đã. Dạo này Thứ đánh đỉnh cao ít nên là chúng ta phải xem xét lại tình hình đã. Vào mạng đi để còn quay quân à. Chào bác Minh Nhật nhá. Mai đi cắt tóc nhỉ. Mai đi cắt cái tóc trông cho nó thoáng tí. Nhìn kiểu cảm giác nó bắt đầu dài dài và nó xoăn, nó bồng. Mai đi cắt quả tóc anh em ạ. Anh em thích tôi cắt quả đầu gì? Có thể cho tôi một vài gợi ý không? Chào bác Nguyễn Văn Biên bác ơi. Nào. 09. 9 và 6. 9 dành cho Huy. 9 là Minoan. Úi giời. 6 là Egypt. Rồi kèo rất hay gặp. Huy chỉ được cầm Minoan thôi. Còn Egypt dành cho Long Lê. Cơ hội để Long Lê ấn định tỷ số 7-5. Dẫn trước 4-0 nhưng mà thua chung cuộc 7-5 thì đúng là cũng hơi đắng. Vâng, khói thuốc trắng, ly cà phê càng thêm đắng. Lộn cái lồng bàn. Chọc đi cho mát à, đầu cắt moi à. Anh em Balotelli à? À được. Mai sẽ chỉnh làng cho anh em quả đầu mới để bình luận League top 1. League 1. Xa
sáng mai dậy đi cắt tóc. Sáng mai dậy đi cắt tóc. Vấn đề là mình đang muốn, mình đang chưa biết là mình sẽ cắt quả đầu gì cho trông cho nó chất trời. Nhốt quả dân hay đấy, khéo. Quả dân tôi đánh giá khéo, rất khéo dành cho game thủ Long Lê. Khéo lắm đấy. Được, tạm thời là giải quyết xong cái bãi quả đầu đã. Ừ, mình cũng lâu rồi chưa về Nghệ An. Mình về Nghệ An từ Tết đợt rồi định về nhưng mà lại bận quá thì anh lại chưa về được. Nhiều khả năng là sau giải đấu này sẽ về Nghệ An. Sau giải đấu này tầm giữa tháng 7 về Nghệ An thì bố vợ chiều thành ra là sướng, nhậu nhẹt suốt ngày. Có tội là mình lại nhậu thua ông, thế thành ra là giờ đồ ăn thì ông nấu rất ngon, thế thành ra là cũng cuốn. So với cả trung du miền núi ở Vĩnh Phúc quê mình thì đồ ăn ở Nghệ An nó phong phú đa dạng hơn và rất là ngon. Ông thì chiều con rẻ nhưng mà mình lại uống thua, thành ra nhiều lúc hơi ngại ngại. Cảm giác mình mới uống hết 2 lon bia, uống hết 5 lon. Mình uống hết 1 cốc rượu, uống hết 2 cốc. Kèo nó tịt quá. Như kiểu là ông mặc định cầm xe, còn mình toàn chó gà cá đấy. Khó. Vâng, bài ok rồi nhá. Quả phụ. Đây là bầy hiêu sẽ ăn ở S đầu. Tối ưu về S đời đi. Kèo tịt đấy nhỉ. Người mang tính về còn nào nữa không? Chắc là mình bình luận các mình hợp hơn. Ở thời điểm này mình hợp hơn với bình luận các hệ thống giải đấu kiểu như thế này, thay vì là bình luận cố định cho một clan nào đó. Cũng chính vì là cũng tương đối hợp, thành ra là cũng nhận được lời mời tới từ chủ tịch sẻ về bình luận hệ thống giải đấu quán nhậu tự do League Cup năm 2023 này. Xử lý bầy hiêu khéo tí em. Khéo tí tới này là em là thắng rồi. Chỉ cần xử lý bầy hiêu này khéo là tỷ lệ win cao rồi. Khéo một tí thôi là ăn tiền đấy. Mọi thứ là ngon nghẻ ở đấy. Bài đủ điều kiện để thắng con min rồi. Mực nhảy à? Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Hơi nhiều dân dồn ra đây nhưng mà bắt buộc thôi, để ăn hiêu còn ép đời. Có bãi quả phụ hướng về góc 3 giờ. Nhìn bài nó cứ xin xít đấy nhỉ. Như vậy là ăn cả bãi quả phụ góc 3 giờ luôn. Lên không sớm nhưng mà khỏe. Ở League 2 thì không có lượt về. League 2 là một đập ăn quan luôn. 11 vòng đấu xong là xong luôn. Ở League 1 thì cũng có lượt về. League 1 tại người ta có ít người, 8 người. League 1 mới có lượt về nhé bác. Để dành bầy hiêu ở góc 7 giờ. Ăn mấy quả phụ với tí làm bầy hiêu làm cái S nữa là đẹp nhỉ. Mà nên đánh 27 cộng 1 dân. 26 dân bạn cũng chẳng kích luôn được. 27 dân cho nó đã lên muộn nhưng phải khỏe. Khỏe hẳn luôn đấy. Thích thì đua luôn. Ok, nhét dân vào trong rồi đóng S. Hoặc đóng cách ra một tí để ăn cả vàng. Như vậy như vẫn muốn đánh chém nhá anh em ạ. Ông này như vẫn muốn đánh chém, không phải là đánh cung. Nam Sô Kiêu không đánh không ạ? Theo lịch như nào thì các game thủ đánh theo đúng lịch thi đấu đã có ở trên website chia sẻ năng.com bác ơi. BM vẫn đánh chém. Thôi tí xoay hôn mã cũng được. Tí xoay hôn mã vẫn cứ là ok anh em ạ.
đề phòng người ta phũ qua. Vâng, như vậy nhà bên kia nằm ở góc 10 giờ, 10 rưỡi. Đó, mài mì đoan. Chặt gỗ luôn đi. Công giáp đầy đủ chặt gỗ. Bên kia đào là 120 vàng, họ lên đời sớm hơn mình. 9 giờ không cần dò. Hết thời. Vâng, bài minoan xấu rồi. Bài minoan này nhìn là biết là cái cửa chuyển A là cực kỳ thấp luôn ấy. Yeah. Dần của game thủ Long lên nó cứ kiểu nó bị chậm kiểu gì. Mãi vàng tắt xong rồi cảm giác nó không nhanh nhỉ. Đây rồi, có thêm bãi quả nữa để ăn hoang. Ăn hoang thêm bãi quả thì cứ ở bên kia hết sạch gỗ, không có khả năng chuyển A. Nếu bên kia không có khả năng, vâng, bên kia mà không có khả năng chuyển A thì coi như xong luôn. Họ có bánh xe, mình chuẩn bị có. Họ không có khả năng chuyển A thì xong rồi. Thôi bạn ơi, vâng, thôi bạn ơi. Chiến thắng thứ hai dành cho Long Lê, nhưng mà là Long Lê và Mạnh Hào là hai game thủ có được hai chiến thắng sau hai vòng, nổi lên làm những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Làm thêm 7 hiêu, 7 hiêu để giành từ năm ngoái đấy. Và như vậy là mình cũng đã bị mất 3 ăn hoàng rồi. Đừng tự tin quá sớm, pha vẩy e tốt của anh Huy. Vậy là người ta vẫn biết được cái khu vực 7 hiêu này. Vâng, nhìn là bị mắc, không vào được anh em ạ. Nhốt phù cho nó chắc. Phù. Làm con lạc đà. Tươi rồi, bên kia không có khả năng chuyển A thì hỏng rồi. Có gom dân nên mà Chabi Alonso không thì gom thôi. Có gom lên làm turn cuối thì làm, chứ còn thì gần như là không có cửa thôi. Vâng, tỷ số là 7-5. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang kênh của Xuân Thứ luôn. Anh em chờ chút để mình lấy link của Xuân Thứ nhá. Và cập nhật xem là cái trận của Xuân Thứ và Kamechi Lớp đang tỷ số là bao nhiêu. Chờ đợi trong ít phút mọi người ơi. Thôi để mình chỉnh.